Chùa Quán Thế Âm tổ chức cộng tu một ngày Chủ nhật hàng tuần và phóng sanh. Đại Đức Thích Nhất Nhàn thuyết giảng những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang, trợ niệm cho người lúc đâm chung. Thời gian ngày 14 tháng 4 năm 2024, nhằm ngày 6 tháng 3 năm Giáp Thìn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ phút này, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm và thanh tịnh như pháp. Chúng con xin thành tâm cung thỉnh ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn cùng chư tôn đức khởi xướng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, mừng thay chư Phật ra đời, mừng thay giáo pháp khắp nơi lưu truyền, mừng thay đại chúng đoàn viên, mừng thay đại chúng kết duyên tu hành. Đức Phật đã thị hiện giữa cõi đời này không ngoài mục đích nhằm đáp ứng nguyện vọng giải thoát khổ đau cho nhân loại. Vì vậy, giáo lý của chư Phật, chư Tổ đã để lại là một nền giáo lý thơm ngát hương hoa giác ngộ, là một nguồn suối vi diệu cho con người trở về với tự tánh. Chúng con thiết nghĩ duyên lành này khi được về tham dự khóa lễ cộng tu, được nghe Phật pháp cũng là nhờ hồng ân của chư Phật và đức độ của sư phụ luôn thương tưởng đến đàn hầu học của chúng con. Vì sự vô minh, nghiệp chướng sâu nặng nên trải qua sinh tử bao nhiêu đời, lạc lõng trong dòng đời mà chúng con vẫn chưa biết giác ngộ. May thay, trong đời này gần được bậc thiện tri thức, gần được minh sư đã chỉ đường dẫn lối cho chúng con biết được những lời dạy của chư Phật, chư Tổ đã để lại về giáo dục gia đình và pháp môn tu học liễu sanh thoát tử. Giờ phút này, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm và thanh tịnh như pháp. Chúng con nhất tâm cầu thỉnh ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn, đại từ đại bi, ban bố đôi lời pháp nhũ cho hàng hào học chúng con được trượng thừa công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị đường hữu đồng tu hiện diện cũng như đang online trực tiếp. Hôm nay ngày mùng 6 tháng 3 năm Giáp Thìn, tại Pháp hội Niệm Phật A Di Đà chùa Quán Thế Âm tổ chức cộng tu chủ nhật hàng tuần. Nhân tiện cộng tu hôm nay, thầy chia sẻ cái đề tài là nói những lời khai thị của tổ sư Hồng Quang về lâm chung tam đệ yếu, tức là ba điều trọng yếu cho người lúc sắp lâm chung và A Di Đà Phật. Đáng lẽ ra hôm nay vẫn tiếp tục để giảng 10 công đức lễ Phật, giảng đến công đức thứ 3. Tuy nhiên vừa rồi ở phòng trợ niệm của chùa mình có những ca ra đi rất là kỳ tích. Như vừa rồi đây có sư cô Nhận Hiền làm mẹ của thầy Nhật Tánh ra đi, thực sự giấc nhàng hết sức là quan hỷ. Và hôm qua quý thầy về rất là đông với cái tình pháp lữ đối với thầy Nhật Tánh. Hôm qua thầy bố trí một cái lễ có thầy Hào làm lễ động quan và chư tăng đưa sư cô lên đại hỏa táng rất là đông. Đó là cái kết quả tu tập dấn thân hy sinh phụng hiến của thầy Nhật Tánh, cũng như là sư cô Nhuận Hiền và gia đình bố của thầy Tánh cũng đi xuất gia Nay Sa Di. Sư cô trong gia đình của thầy Tánh cũng đi xuất gia, cho nên và cả gia đình hết 4 người đi xuất gia. Thì sở dĩ hôm nay nói cái đề tài lâm chung tam đệ yếu, tức là ba điều trọng yếu lúc lâm chung, đó là do phòng trợ niệm mình gần đây có những người ra đi rất là tốt. Và đặc biệt cái phòng trợ niệm mình khi đưa lên trên này đó thì nhiều người đi có thổi tướng tốt, đẹp hơn cái phòng hộ niệm dưới kia. Thứ nhất là gần cái chánh điện, cái lực tu đại chúng ảnh hưởng qua. Với hai, trên cái phòng đó nó thoáng mát mà nó cao ráo, cho nên thành ra ban trợ niệm vô trợ niệm không biết mệt mỏi. Và thầy vào cái phòng trợ niệm mới trên này tuy là tạm nhưng mà cái cảm giác của thầy thấy cái từ trường nó rất là tốt. Cho nên cái việc mà trợ niệm người lúc lâm chung, cái phòng trợ niệm vẫn là quan trọng. Cho nên tầm khoảng chưa tới một tháng nữa là sẽ múc cái móng của cái phòng trợ niệm. Chiều ngang nó 23m, chiều dài nó 35m, 3 tầng như vậy. Mà cái tầng cao nhất là mình sẽ làm một cái phòng trợ niệm. Mà thường thầy hay nói vui vui đó là phòng trợ niệm tiêu chuẩn 5 sao. Quý vị vào là quý vị muốn nằm liền, chưa có ngáp ngáp mà vào là muốn nằm liền. Bởi vì toàn tâm của thầy để vào phòng trợ niệm này rất là nhiều. Và làm phòng hộ niệm là cái địa điểm thứ 3 trên cái tòa nhà này, là phòng hộ niệm cuối cùng của chùa Quan Âm, không thể dời đi đâu được nữa và không thể nào hơn được nữa. Cho nên mong những người có mặt ở đây cũng như khắp trên thế giới khi nghe được cái video hôm nay trực tiếp cũng như nghe cái video lại, thì mình nên phát cái nguyện khi lâm chung về phòng trợ niệm 5 sao của chùa Quan Âm ha. Sự thực thầy nói một chút, không có giả một chút nào hết, rất chân thật, là bột nó chuẩn bị thành bánh rồi. Nghĩa là giấy phép có, đất có, điều kiện kinh tế để thầy chuẩn bị làm cái phòng hộ niệm này tương đối cũng ổn. Cho nên thành ra là bột là giấy phép, bột là đất, bột là kinh tế, bột là ban trợ niệm, bột và là cái kinh nghiệm thiết lập cái phòng trợ niệm đã có đủ, chỉ đợi thời gian nắng ra thành bánh thôi. Nói như vậy nghĩa là nó sẽ hình thành trong nay mai. Thầy Nhuận Từ có nói là sư phụ làm cái chánh điện với cái phòng trợ niệm này bao lâu xong. Thì thầy nói là nếu mà Phật Bồ Tát gia hộ theo đúng tiến độ ổn là 19 tháng 2 sang năm có thể xong. Trong một năm,
trong một năm phải xong cái chánh điện với là phòng trợ niệm. Trong phòng trợ niệm đó có những cái phòng khách cho quý Phật tử về cộng tu ở lại, cũng như là có cái phòng để cho ban trợ niệm 100 người ở trong đó, không phải đi ra ngoài. Nếu ai có nhà bên ngoài rồi thì ở bên ngoài. Và trong phòng trợ niệm đó có một cái phòng cho 30 người tu nhập thất một tuần một lần. Cái tòa nhà đó đó, cái tòa nhà mà phòng trợ niệm bên trên, rồi bên dưới là để nhập thất tịnh tu, và bên dưới nữa là để cho ban trợ niệm cũng như là khách vãng lai. Vậy cho nên suốt ngày toàn tâm của thầy đặt vào trong cái công trình này. Vậy cho nên hôm nay lên nói đến cái việc đó là trợ niệm lúc lâm chung. Bởi vì cái mơ ước của thầy cũng 15-17 năm nay lập một cái ban trợ niệm và tiễn đưa rất rất nhiều người ra đi. Cho nên thành ra mình phải làm một cái phòng trợ niệm nó đạt được một cái tiêu chuẩn rất là tốt. Thì đó là cái việc thầy nói sơ như vậy, chút xíu cũng đi sâu vào cái việc trợ niệm. Chương trình thông báo một chút, đó là ngày mùng 1 tháng 5 dương lịch, vô lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 đó. Thì ngày lễ năm nay nó không vô thứ bảy chủ nhật để nghỉ bù, cho nên chúng ta làm đúng ngày lễ là ngày mùng 1 tháng 5. Hàng năm vào mùng 1, mùng 2 hoặc 30, nó vào những ngày lễ đó thì chùa mình sẽ làm một cái lễ tri ân hàng năm. Và cũng gần sát với cái ngày thầy sinh, ngày 2 tháng 5 dương lịch, nhưng mà thầy không chú trọng về cái việc là ngày sinh nhật của thầy, mà thầy vẫn chú trọng vào cái việc đó là tri ân đến Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, Tổ sư Ấn Quang, rồi Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài Hải Hiền, một số các vị trong Tịnh Độ Tông của mình cũng như các vị tổ. Và tri ân đến Chư Tôn Đức Tăng Ni, Phật tử đã hộ trì Tam Bảo. Thì một năm mình có một cái ngày lễ tri ân vào ngày cái lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, sẵn tiện những người họ nghỉ lễ đó, họ lên để họ tham dự. Chắc năm nay sẽ là đông. Thì hôm nay là ngày 14 rồi, thì chúng ta còn có 15 ngày nữa, 15-16 ngày nữa là chúng ta tổ chức ngày lễ tri ân. Thì năm nay làm lễ tri ân thì cũng có quý Phật tử phát tâm cúng dường trai tăng, và thầy Thành sẽ viết một cái bài tắc bạch cho Phật tử của Tịnh Hiền, của cũng vào của cúng dường trai tăng để mà tắc bạch lễ tri ân. Trong đó nó có cái lễ tri ân và lễ cúng dường trai tăng. Và hôm nay cũng có một số quý thầy hồi trước ở tại chùa của mình ra bên ngoài tịnh tu, thì Dương Nhàn cũng rất là yên tâm. Vì vậy cho nên sẵn tiện cũng sẽ thỉnh quý thầy bữa đó về tham dự một cái lễ tri ân đến sư trưởng, đến Phật Bồ Tát, đến các vị hộ pháp vân vân. Thì đó là cái ngày mùng 1 tháng 5, nó không vô chủ nhật mà được vô ngày lễ. Và năm nay mình tổ chức ngày Phật đản, đó là ngày 12 tháng 4 âm lịch, vì nó vô ngày chủ nhật. Những ngày lễ lớn mình cũng sẽ tổ chức ngày chủ nhật. Còn các chùa như Ban Trị sự huyện sẽ làm cái lễ Phật đản vào ngày 14 tháng 4 âm lịch, Ban Trị sự tỉnh là 15 tháng 4 âm lịch, thì mình làm ngày 12 nó vô chủ nhật thì tiện cho Phật tử đi hơn. Và lễ giỗ sư cô Liên Phương đúng ngày chủ nhật, ngày 2 tháng 6 âm lịch luôn. Đó là những ngày lễ mà thầy thông báo, thì tùy theo quý Phật tử cái thời gian và điều kiện kinh tế và sức khỏe của mình. Nếu mà mình không có thời gian, không có điều kiện thì mình ở nhà mình xem trực tiếp, cũng như hôm nay thầy giảng đó là đang phát trực tiếp. Rồi nếu mà mình sắp xếp được thì ngay bắt đầu ngày hôm nay mình nghe, rồi bắt đầu mình xin người thân trong gia đình và mình sắp xếp được thời gian. Quý vị nghĩ mãi, suy nghĩ mãi đến ngày mùng 1 tháng 5, rồi ngày 12 tháng 4 âm lịch là ngày mùng 2 tháng 6 âm lịch để đi dự lễ ở chùa Quan Âm, thì quý vị sẽ có cái niềm vui. Cái niềm vui đó là mình để cái tư tưởng vào những ngày kế tiếp tương lai đến dự cái lễ chùa Quán Thế Âm, nó sẽ khác hẳn quý vị ngồi ở nhà dự lễ. Bởi vì khi đến đây cái từ trường nó rất là khác. Thứ hai nữa, khi mà mình làm việc mệt mỏi đó, căng thẳng, mà mình nghĩ đến cái việc chuẩn bị mình được đi chơi hay đi dự lễ. Nếu mà đi chơi mà đi biển, ăn cua ghẹ rồi thì về mang bệnh, tốn kém, không được ít gì, không lợi ích gì nhiều đâu. Nếu mà mình đi thì cũng được đó, nhưng mà điều nó vui trong chốc lát vậy thôi. Chứ còn về cái việc mà để mà mình thụ hưởng được cái nền tảng của giáo lý Phật Đà,
Mà thường quý vị nghe đó là học Phật, nghe nghe Phật Pháp, học Phật Pháp, tu theo Phật Pháp là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Đúng không? Sự hưởng thụ tối cao của đời người. Thầy cũng rất là bất ngờ. Rất là bất ngờ là những ngày quý thầy đang làm công trình tất bật, nhưng mà quý Phật tử vẫn không bỏ chùa, tiếp tục mỗi chủ nhật về tu đông hơn. Đây là cái việc khó của thầy trụ trì cũng như là ban quản lý công trình xây dựng. Bởi vì khi làm thì một số các anh em sẽ sao lãng đến cái chuyện tu, bởi vì mình tập trung vô cái chuyện làm cho nên cái chuyện tu nó hơi sao lãng. Và cái việc để mình tổ chức cho Phật tử tu cũng như lên giảng nó cũng sẽ sao lãng. Vì khi mình để tâm vào một cái việc gì đó thì việc kia nó sẽ bị sao lãng. Nhưng mà thầy sẽ cố gắng cân đối để làm sao mỗi chủ nhật, trừ trường hợp quá bận hoặc quá mệt, như hai chủ nhật trước không giảng là quá mệt. Nãy nói với thầy nhận từ là quá mệt, sau một cái lễ đặt đá bị sức khỏe kiệt quệ luôn. Cho nên hai chủ nhật thầy phải dưỡng, không có giảng được. Thì phải nghỉ thôi, chứ còn nếu mà khỏe và sắp xếp được thì thầy vẫn lên giảng và quý thầy vẫn tập trung để tu tập, để cầu nguyện cho cái công trình mình được sớm thành tựu viên mãn. Và sau khi xây chùa xong thì đại chúng phải đông hơn, phải đông hơn. Vì hiện tại trong cái chánh điện tôn của mình thì đang nóng, cho nên thành ra quý vị đang ngồi quạt, thầy nhìn là thấy đang quạt đúng không? Nóng cho nên thành ra quý vị đang quạt. Qua có một số Phật tử lên trên này đi đám xong buổi chiều vô tu, có kêu con ở Sài Gòn con lên con thấy nóng hơn ở đây cho nên thành ra con không quạt. Còn mấy Phật tử ở đây là thấy nóng, nóng cho nên quý Phật tử quạt, chứ con thấy ở đây so với Sài Gòn thì quá tuyệt vời, quá mát cho nên thành ra không phải quạt. Rồi đôi khi mình cứ để nó nóng, nó ra mồ hôi, nó là giải cảm, nó tốt hơn nữa, sức khỏe tốt hơn nữa. Vì vậy cho nên chánh điện này xung quanh bịch tôn nó nóng, cho nên thành ra thầy phải để toàn tâm vào ở trong này để làm cho cái chánh điện, cái tầng 3 nó xong, ba cái tầng chánh điện cho nó xong sớm để mà Phật tử lên tu, để cho nó mát mẻ. Đó là cái việc thầy thông báo những cái thời gian ba cái lễ lớn sắp tới. Và còn cái lễ Vu Lan đó nữa thì còn hơi lâu, nhưng mà mình tổ chức ngày mùng 8 tháng 7 âm lịch, ngày lễ Vu Lan cũng vô ngày chủ nhật đó. Thưa quý vị, hôm nay trước khi đi vào nói đến cái việc đó là lâm chung tam đại yếu, thì sáng hôm nay thầy thức dậy công phu. Thường thì nếu mà thức dậy khoảng 2 giờ khuya, giống như từ ngày mùng 3 Tết đến ngày 16, ngày 17 tháng 2 âm lịch là không bỏ một ngày cộng tu á, với đại chúng bên này á, thì thường là thầy thức dậy khoảng 2 giờ hoặc 2 rưỡi thì thầy trì đại bi bên đó 1 tiếng đồng hồ thì thầy qua đây kịp. Còn những lúc công trình nó nhiều hơi mệt á, thì nó tầm khoảng 3 giờ hoặc 3 rưỡi thì thầy phải tu ở bên đó một mình. Bởi vì khi mà thầy tu một mình bên đó thì thầy tụng kinh có 5 phút á. Có tin tụng kinh 5 phút không? Qua bên này là quý thầy tụng kinh phải là 25 phút, thầy nào nhanh là 20 phút. Còn thầy ngồi thì tụng kinh 5 phút là một là thầm ra hơi, hai là không thầm ra hơi, chỉ trong tâm nhìn lướt 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 mà rất rõ ràng, trong cái dối nha, rất rõ ràng. Phật nói kinh này dễ đà tôi nghe như vậy, mọi người nói Đức Phật ấy, nói người ta cấp nhỏ lướt 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 5 phút là xong, mà rất rõ ràng trong cái dối, chữ nào ra chữ đó rất rõ ràng. Bởi vì mình quen cái mặt chữ cho nên thành ra mình tụng nó nhanh là một. Thứ hai mình tập trung cao độ trong đó cho nên cái việc mình tụng nó rất là nhanh nhưng mà không có dối. Thì thường mà thầy thức dậy trễ thì Phật tử không thấy mặt bên này, thì thầy phải trì đại bi và tu gói gọn 2 tiếng hoặc 2 tiếng rưỡi, làm sao phải được ít nhất là 25 biến đại bi, với niệm Phật được 1 tiếng, tụng kinh 5 phút và niệm Quan Âm phải được nửa tiếng hoặc là 45 phút thì mới đủ thời gian. Cho nên bên này đại chúng tu ổn định rồi, lúc nào không thấy thầy thì biết là thầy đã tu bên kia, để thông báo quý Phật tử biết như vậy. Bởi vì khi vào công trình thì công việc hơi nhiều, nó căng não, tập trung cao độ, cho nên nhiều lúc trong giấc ngủ của mình nó hơi mệt cái não, cho nên nó ngủ hơi nhiều một chút. Thì sáng hôm nay thầy công phu, thầy có suy nghĩ ra cái điều này. Quý thầy lắng nghe nha, quý Phật tử ngồi lắng nghe kỹ chỗ này.
Vì sao mình niệm Phật mà không có Phật ở trong tâm? Nghe câu này hơi lạ một chút, mà thực tế là như thế. Vì sao mình niệm Bồ Tát mà không có Bồ Tát ở trong tâm? Vì sao mình trì thần chú đại bi mà Bồ Tát Thiên Thủ không có ở trong tâm mình? Bởi vì nguyên tắc cái miệng mình với cái tâm á, mà khi mình niệm, mình trì đại bi, mình niệm Quan Âm, thì làm sao cái tâm mình nó khế hợp với lại cái âm thanh trong miệng mình phát ra, để làm sao để mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì đích thực phải có Đức Phật A Di Đà ở trong tâm. Thì người niệm Phật này gọi là biết cách niệm Phật. Còn mình niệm Phật mà mình không suy nghĩ điều này để mình có Đức Phật A Di Đà trong tâm, mà cái tâm mình đang có cái nhân vật khác hoặc cái cảnh giới khác, thì mình niệm Phật cái lợi ích không có nhiều. Nó chỉ được gieo cái viễn nhân của đời sau hoặc đời này, chứ không có công đức nhiều. Đó là người niệm Phật mà trong tâm không có Phật. Vì lý do gì? Chỗ này nghe cho kỹ mới thấu hiểu được chỗ này. Bây giờ thầy có một cái đoạn ví dụ mà chút xíu nữa cũng sẽ đọc cái đoạn khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Khi mình đang niệm Phật, miệng mình thì niệm Phật, một chập cái tâm mình bắt đầu nó suy nghĩ sáng nay phải đi ra làm cái việc gì, và nhân vật mình sẽ làm để kiếm tiền đối tác với họ là ai, có phải là một nhân vật khác và sự việc khác đang ở trong tâm mình không? Đúng không? Người tu thiền ở bất cứ tu cái gì cũng vậy. Mà nếu mà họ để một nhân vật nào khác trong tâm thì tâm họ mất đi cái nhân vật trong hiện tại. Sở dĩ thầy nói được điều này là do hôm trước chiều thứ sáu hay thứ bảy gì đó, thầy xuống khu chiên tu ngồi nói chuyện với thầy Giác, với lại chú Tấn, thêm chú Tiến đồ ngồi, cũng bữa đó ngồi cũng khá lâu, gần tiếng đồng hồ, lâu ngày quá mới xuống xem cái khu chiên tu. Chỉ mấy thầy sắp xếp đồ làm lại cái nhà mà lúc trước Giác Nhàn ở với sư cô Liên Phương á, hôm nay tháo ván ra hết, mang lên trên này làm ngăn từng phòng ra cho mấy thầy ở. Có đi vòng vòng với thầy Giác với lại chú Tấm, thì có một cái cô, cô bị tật, mà mỗi lần cô giật kinh phong là cô quíu tay, quíu chân, quíu lưỡi hết trơn. Có những lúc cô xèo nước bột, cô nằm xuống rất là tội. Có đi cà thọt vậy đó. Mà lúc trước thì bán vé số, ở quê nghèo bán vé số. Thì cô quỳ, cô đợi thầy chắc là một tiếng. Khi mà cô thấy thầy vừa đi xuống, cái là cổ cũng ra ngay chỗ cái chánh điện phía dưới gần 8 phòng á. Cô quỳ dưới đó, một cái chân của cổ nó bị quẹo, một chân cổ quỳ, cái chân nó quẹo qua một bên của ngồi, nhìn cái mặt cổ thảm lắm. Thì ở khu chuyên tu chỉ có đúng mình cô trẻ này thôi, cô này chắc ba mấy tuổi, mà cô bị tật nguyền cho nên thành ra cho ở, chứ đúng rồi khu chuyên tu chỉ 60-70 thôi, chứ không có tuổi trẻ. Lắng nghe câu chuyện này, thì khi thầy nói chuyện đâu biết cô quỳ bên ngoài đâu, cũng khá lâu, cả tiếng đồng hồ, xong thầy ra cô mới nói: thưa sư phụ giúp giùm con khai thị có ai trong người con. Thì cô nói lần này chắc là lần thứ năm. Thì thầy mới nói rằng là khi con nghĩ có ai trong lòng con thì cái suy nghĩ đó nó biến thành nhân vật trong tâm con, là sẽ có người đó trong tâm con. Từ hồi nãy giờ gần một tiếng đồng hồ con suy nghĩ có sư phụ sẽ giúp cho con, khai thị cho con, rờ đầu cho con, thì sư phụ đang ở trong tâm con. Tự nhiên bật lên nói vậy, thầy Giác ông đứng ông nhìn Giác Nhàn, mà không chuẩn bị trước cái việc là gặp cổ nói cái sự việc này. Ở dưới đó quý Phật tử nghe rõ mà. Cái chỗ này quan trọng nha. Thì khi mà thầy về thầy tu, tự nhiên thầy nhớ đến cái nhân vật của cô này, và nhớ đến cái việc hôm nay mình phải nói cái điều này để mọi người hiểu vì sao mình niệm Phật mà không có Phật trong tâm. Và thầy nói thêm là nếu mà hiện tại bây giờ con tha thiết con niệm Quan Âm, mà con nghĩ có Quan Âm trong tâm con, giống như là con nghe đang nghĩ có cái người nào trong tâm con á, thì Quan Âm đang ở trong tâm con. Mà Quan Âm ở trong tâm con thì con an vui lắm, con sướng lắm, con an lạc lắm, mà con yên tâm lắm, không có đau khổ mà mặt mày thê thảm như vậy. Cái cổ giật mình,
có hơi khựng lại một cái. Có khựng lại một cái, có nhìn. Thì kêu nếu mà con niệm Phật mà con thấy Phật A-di-đà trong tâm con giống như là nhân vật mà con đang nói là có người ở trong thân con á, thì Phật A-di-đà đang ở trong tâm con. Mà khi Phật A-di-đà đang ở trong tâm con và con đang niệm Phật A-di-đà, vật giả con không niệm mà Phật A-di-đà vẫn ở trong tâm con. Cũng như là con không đọc cái tên của cái ông nào đó trong tâm con mà con đang nghĩ là có cái ông đó, cái bà đó, hoặc là hương linh đó, hoặc là ai đang ở trong tâm con. Cho nên trong tâm con đang có nhân vật đó. Hiểu chỗ này không? Không bao giờ ý niệm mình ngừng lặng, mà với cái sức tu của mình mà kêu để trở về với ông Phật trong tâm của mình, là trở về với tự tánh niết bàn của mình, thì bọn phàm phu chúng ta chưa có ai vô cảnh giới này. Có ai chưa? Có ai chưa? Không suy nghĩ gì cả, vẫn là tịch và chiếu, chiếu là tịch, lỏng lặng thanh tịnh, viên minh trạm tịch, sống thường hằng với thể tánh không sanh không diệt. Có ai chưa? Chưa. Chưa vô nội cảnh giới này. Khi chưa vô cảnh giới này thì buộc phải có nhân vật trong tâm. Nghĩ đứa con lọt vào trong tâm. Đứa con đó là đứa con ngoan. Nó giúp cho mình, nó biết nghe lời, nó mang tiền về, nó là đến để báo ơn, trả nợ cho mình. Thì mình vui lắm, mình nghĩ đến nó là mình vui lắm. Phải không? Mình rất vui. Mà nghĩ qua cái đứa con thứ hai, nó là phá phách, chơi bời, lêu lỏng, hư hỏng, làm cho mình tan gia bại sản, tốn tiền. Mà khi nghĩ nhân vật đó trong tâm thì mình sẽ đau khổ. Bởi vì mình lấy nhân vật đó đang đồng hóa với trong tâm của mình. Ông Phật của mình biến mất, nhường lại cho nhân vật đó. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Thì thầy mới nói là cô đang để một cái nhân vật nào đó, cái người nào đó, con đang để nhân vật đó trong tâm con. Cho nên thành ra bây giờ nhân vật Phật Di Đà không có. Nhưng mà nhân vật sư phụ mới xuất hiện ở khu chuyên tu, con lấy nhân vật sư phụ Giác Nhàn để trong tâm con. Cho nên con đang nương nhờ cái nhân vật của sư phụ trong tâm. Nhưng chút nữa sư phụ đi về, con không suy nghĩ nữa, con mất cái nhân vật của sư phụ. Rồi nó chuyển cái nhân vật là con nghĩ người nào trong tâm con, là tiếp tục họ làm cho con khổ nữa. Nó hiểu ra được. Nhưng mà bây giờ không biết cách nào để lấy cái nhân vật Nam Mô Di Đà Phật hoặc Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát. Các ông sư phụ Giác Nhàn đang đứng đây thì thấy nhân vật này bỏ vô tâm thì dễ. Mà niệm cái nhân vật A Di Đà để ở trong tâm mình, giống như là thấy hương linh hay là ai đang ở trong tâm mình á, đang kêu ở trong thân mình á, thì thực sự đang suy nghĩ nó ở trong tư tưởng chứ không phải trong thân đâu. Mà nói trong thân cũng đúng, là bởi vì tư tưởng nó cũng đang ở trong thân, tâm nó cũng đang ở trong thân. Hiểu chỗ này không? Chắc là ai cũng sẽ hiểu chỗ này, bởi vì mình chưa chiêm nghiệm sâu thôi. Thì khi cô hiểu như vậy thì cô cầm được nước mắt và biết là mình đang suy nghĩ bị sai rồi. Và nhân vật trong tâm đó, nếu thực sự mà mình suy nghĩ lâu ngày, họ hiện trong tâm mình rồi, bắt đầu họ hiện trong giấc mộng. Và hiện trong giấc mộng được rồi là có những lúc họ hiện trong ban ngày ban mặt luôn. Ghê chưa? Bởi vì tư tưởng tạo thành nhân vật và tư tưởng tạo thành cảnh giới. Có hiểu được cái tâm trạng mình đang bực bội, tự nhiên mình nhớ lại đứa con mình nó sẽ phá phách. Mà dĩ nhiên nó cũng có sẽ giúp đỡ, nó ngoan cho mình, nó ngoan nó giúp cho mình công việc chứ không phải là nó phá phách suốt đời đâu. Hôm bữa đó có một bà cụ, bà vô đây thầy ăn buổi sáng, thầy kêu thầy ăn cơm xong thì cụ mới lên gặp thầy. Thì thầy dùng cơm buổi sáng xong thì bà cụ lên thư với thầy là nhân vật của đứa con là nó ăn chơi, nó xì ke ma tí, nó có vợ rồi, nó bỏ vợ, giờ nó đang vô ở trong này. Và nó ở trong này thì nhờ sư phụ giúp giùm cho nó mà về nữa là con chết. Thì bà cụ này đang lấy nhân vật đứa con bỏ vô tâm. Hiểu không? Thì thầy nói là khi mà cụ gửi cho thầy xong thì cụ đừng suy nghĩ nó nữa, thì cụ mới ăn vui. Khi cụ đã gửi cho thầy rồi, cụ đừng suy nghĩ nó nữa, cụ bỏ nó ra khỏi tâm. Bắt đầu cụ lấy danh hiệu Phật Di Đà và nhân vật, nhớ ngay, lấy danh hiệu Đức Phật Di Đà là niệm Nam Mô Di Đà Phật, lấy danh hiệu Bồ Tát Quan Âm là niệm Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát Quan Âm. Thì nhân vật Đức Phật Di Đà và nhân vật Bồ Tát Quan Âm có trong tâm của mình. Hiểu nhân vật không? Niệm đi rồi thầy sẽ hiểu có nhân vật. Thì khi mà con niệm danh hiệu Phật
và có nhân vật Đức Phật Di Đà trong tâm. Mà khi nhân vật Đức Phật A Di Đà trong tâm thực sự có trong tâm thì cô không dám suy nghĩ gì khác. Vì Phật ở trong tâm mình suy nghĩ cái chuyện gì khác Phật bỏ đi mất sao? Bởi vì cái danh hiệu mình niệm mà mình nghĩ không có Phật trong tâm thì Phật không đến. Mà Phật không đến thì phiền não và những nhân vật khác nó ở trong tâm mình, nó làm cho mình khổ làm sao? Nếu mình niệm Quan Âm Bồ Tát mà nhân vật Bồ Tát không có trong tâm của mình thì nhân vật khác nó trong đó, nhưng mà cái miệng có niệm mà tâm mình nghĩ cái điều khác thì cảnh giới khác và nhân vật khác đang ở trong tâm mình thì có ích gì không? Cũng có ích là gieo cái viễn nhân là niệm được Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, cái chủng tử này ở trong tâm nhưng mà nó không bằng có nhân vật trong tâm. Nhưng mà nói là có nhân vật trong tâm mà không niệm Nam Mô Di Đà Phật thì cũng không có đúng pháp môn niệm Phật. Vì pháp môn niệm Phật là phải trì danh niệm Phật. Niệm Bồ Tát là phải niệm danh hiệu của Bồ Tát. Nhưng mà do mình không có nhân vật trong đó. Chỗ này Hòa Thượng Tịnh Không có nói. Có một cái ông đó, ông nói ông niệm Phật làm sao chưa được nhất tâm. Thì Hòa Thượng Tịnh Không nói hàng ngày ông hay nhớ cái gì trong nhà nhiều nhất. Trong cái cuộc sống của ông á, trong sự sinh hoạt của ông nhớ cái gì nhiều nhất? Ông kêu nhớ cái đứa bé gái, đứa cháu gái, đứa cháu nội gái là đứa con trai mới sanh ra, đứa cháu bé mà nó dễ thương, cái mặt nó mũm mĩm mà nó đẹp lắm. Kêu hàng ngày ông nhớ nó nhiều không? Ông kêu nhớ rất nhiều. Thì Hòa Thượng Tịnh Không nói ông nhớ quá nhiều, cho nên khi ông vô ông niệm danh hiệu Phật là ông đọc Nam Mô Di Đà Phật, nhưng mà trong tâm ông vẫn để cái nhân vật đứa cháu ở trong tâm ông, cho nên thành ra ông niệm Phật như vậy nó chưa tương ưng với Phật. Ông kia ông giật mình, ông kia ủa sao mà Hòa Thượng nói hay vậy ta? Thì Hòa Thượng ông đi vô cảnh giới này là ông biết rồi. Ông vô cảnh giới là ông ngài đang niệm Phật, nhưng mà ngài nghĩ đến cha mẹ hoặc nghĩ đến người khác thì nhân vật khác ở trong tâm, chứ miệng thì có đọc danh hiệu nhưng mà tâm không có nhân vật. Hiểu nhân vật dễ hiểu không? Cái ông đó ông đang niệm Phật mà đứa cháu ở trong tâm. Bởi vì hằng ngày ông nhớ đứa cháu nhiều quá, cho nên thành ra đọc cái miệng thì đọc Nam Mô Di Đà Phật mà trong tâm vẫn nhớ đứa cháu. Hiểu chỗ này không? Mà đứa cháu thì mới sanh ra thấy nó đẹp quá, nó dễ thương quá, nó chưa cãi cọ ổng, nó chưa có làm gì sùm để cho ổng khổ, cho nên ổng thấy nó đẹp, cái hình tượng nó đẹp quá. Nhưng mà khi bắt đầu nó lớn lên nói nó không nghe thì bắt đầu cái nhân vật đó bắt đầu nó ương ngạnh là nó làm cho mình khó chịu. Có phải bên ngoài làm mình khó chịu hay là tự mình đem cái nhân vật đó vô trong tâm mình làm cho mình khó chịu? Chỗ này là cái chỗ quý thầy hiểu ra không? Dễ hiểu mà, dễ hiểu. Sáng hôm nay khi thầy hiểu như vậy rồi, thầy ngồi thì niệm Quan Âm thì tự nhiên nó vắng bặt, không có một suy nghĩ. Vắng bặt. Vì có nhân vật Đức Quan Âm trong tâm mình sướng hơn suy nghĩ những chuyện khác chứ. Khi mình ra mình xây chánh điện mình làm thì lúc đó thì mình lấy cảnh giới chánh điện bắt đầu mình suy nghĩ. Chứ bây giờ mình đang niệm Quan Âm Bồ Tát niệm Phật mà mình lấy cái cảnh giới ở trong cái chánh điện đang làm bỏ vô tâm chí. Hiểu chỗ này không? Chỗ này là cái chỗ mà người biết niệm Phật. Hai tuần không giảng được, bữa nay giảng nó có cái mùi vị chút không? Làm cái gì cũng phải biết cách. Phải biết cách, mà muốn biết cách là phải có người chỉ. Bởi vì người ta đi trước, người ta có kinh nghiệm, người ta chỉ. Nghe Tổ Ông Quang nói nè. Tu tập tịnh độ hãy tùy sức tùy phận. Há có phải bỏ sạch muôn duyên thì mới tu trì được ư? Cái đoạn này ngài dạy nè, có người tu tịnh độ họ đóng cửa không tiếp ai. Đúng, trong văn sao Tổ sư Ân Quang có nói điều này, không làm một chuyện gì luôn, chùa chiền hay là việc xung quanh gì họ bỏ hết. Có cái ông hỏi là bây giờ con bỏ muôn duyên luôn con tu được không? Thì Tổ Ân Quang nói là tu trì không phải rũ sạch muôn duyên mà tùy duyên. Ví dụ lúc xây chùa thì buổi sáng thầy qua thầy chung với thợ thuyền đồ, thầy làm trong một buổi sáng 11 giờ thầy về bên đó, thầy dùng trưa nhẹ nhẹ, thường buổi sáng ăn thì trưa thầy ăn nhẹ để nó lót cái bụng, để nó ngủ được một chút. Nhớ nha, buổi trưa mà không ăn gì luôn nó đói một cái là không ngủ được, nằm trắng trơn chứ không ngủ trưa được. Mà buổi khuya mình thức sớm quá cho nên ăn chút xíu nhẹ thôi, chút bánh mì cái gì sơ sơ. Chiều 4 giờ thì ăn thêm miếng nữa cho nó có thức ăn để tối mình dễ ngủ. Thay vì mình ăn một ngày một buổi thì mình chia 3 buổi nhỏ ra, thì thấy nó sẽ đủ sức khỏe và nó tốt cho bao tử hơn và nó yên tâm hơn. Rồi 2 giờ chiều cái linh tu thời đại bi xong niệm Phật, rồi 4 giờ cái tối tu thời nữa.
thì tùy theo cái duyên phận. Lúc trước thì không có làm chùa thì sắp xếp lịch đi phóng sanh, nghĩa là tùy theo cái duyên để mà mình tu làm sao cho nó phù hợp với cái cuộc sống, sức khỏe và công việc của mình, chứ không phải rủ sạch muôn duyên. Ý tổ mới nói là ông rủ sạch muôn duyên rồi ông cũng có cái tâm của ông, nó cũng sẽ nghĩ những điều ở trong tâm ông á, nó cũng sẽ nghĩ, chứ không phải là nó bật cái duyên ở bên ngoài mà nó không suy nghĩ gì đâu. Thì ngài mới nói là không phải rủ sạch muôn duyên mới tu được. Ví như đứa con hiếu nghĩ đến mẹ hiền, gã dâm mơ tưởng gái đẹp, tuy hàng ngày bận bịu trăm bề, một niệm ấy không lúc nào quên bẵng. Người tu tịnh độ cũng phải giống như thế, mặc cho hàng ngày công việc bận bịu tơi bời, quyết chẳng để tâm quên lãng niệm Phật, quyết để trong tâm không quên lãng niệm Phật. Mà cái này nói là không để quên niệm Phật là trì danh Nam Mô A Di Đà Phật, và không để nhân vật Đức Phật A Di Đà vắng trong tâm của mình. Nhớ cái chỗ này, cái chỗ này nó hơi khó một chút mà phải cố gắng lắng nghe và làm. Quyết chẳng để trong tâm quên lãng niệm Phật thì sẽ đạt được yếu quyết của người niệm Phật. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 3, thư trả lời cư sĩ Giang Hữu Triền. Ha. Giờ giảng chỗ này chút. Hôm bữa đó thầy Tánh, thầy qua, thầy quỳ, thực sự thầy đắp y, thầy cung kính. Có những việc thì quý thầy gặp chắc nhàng chỉ mặc áo ngắn hoặc áo tràng bình thường thôi, thầy đắp y, thầy cung kính. Thứ bảy tuần trước là thầy nói là mẹ con cũng yếu rồi, nhờ sư phụ qua khai thị. Thì chắc nhàng mới nói là bà cụ thực sự nằm hơi lâu đó thầy. Nhưng mà cái công việc để mà thầy lo cho tam bảo thì quá là nhiều, phóng sanh, làm mấy niệm Phật, in kinh, bộ văn sao thầy đọc, soạn văn sao ra để in. Bây giờ cái đống kinh sách văn sao mình để dưới biệt thự là nếu mà gom cái tiền mà tính ước khoảng 5 đến 7 tỷ một nhà. Tưởng tượng, bởi vì đọc vô là thích in, đọc vô tam biên nói thầy tánh soạn in, đọc vô chánh biên nói thầy tánh soạn in, đọc vô tục biên nói thầy tánh soạn biên, soạn in. Cô Yên là cô in mà coi như là không kịp ráo mực in liên tục. Rồi vừa rồi đây là in 5.000 cuốn mà niệm Phật niệm kèm thêm hôm qua Bồ Tát. In một thời gian cái là bây giờ dọn cái kho kinh giật mình. Không biết tiền ở đâu mà nó kinh khủng. Để mà in cái việc mà in kinh. Mình cũng in, mình cũng không hiểu ra là cái số lượng nó còn là bao nhiêu. Nhưng mà thích in. Nhưng mà trước sau gì cũng sẽ cúng dường hết thôi. Nhưng mà cái nó quá nhiều. Là bởi vì cái nhân vật của tổ sư Ấn Quang đi vào trong tâm của thầy ở trong này khá là sâu sắc, sâu dày. Vì vậy cho nên thành ra những cái lời của ngài nói là mình thấy nó quá hợp lý, quá đúng. Cho nên thành ra dám trích tiền ra để mà in những cái bộ kinh của ngài để lưu truyền lại cho hậu thế. Thì nói về cái việc của thầy mà lo in kinh, in sách, in làm mấy niệm Phật, phóng sanh, mua cá rồi thì thôi thầy làm thì khá nhiều. Nhưng mà lý do gì bà cụ chưa đi? Lý do gì? Ba của thầy coi như là vẫn còn thờ ơ với cái việc trợ niệm. Ông thì nhiệt tình với cái phòng kinh sách và công phu đều đặn lắm, nhưng mà cái về trợ niệm thì chưa quyết liệt lắm, cho nên thành ra nó chưa giải nghiệp về cái việc on gia trái chủ. Bà phá hai cái thai với pháo sát sanh nhiều quá. Thì khi mà dắt nhàn qua cái là nói chuyện với ba của thầy với thầy Tánh xong là chú Đạt ông phát tâm liền chấp nhận vô phòng trợ niệm. Khi vào phòng trợ niệm mà bắt đầu là trợ niệm thì từ thứ bảy nói xong rồi cho tối thứ bảy chủ nhật qua thứ hai là hai ngày sau là có tín hiệu là bà đi. Cái chân thầy lấy cái tay thầy đo còn chút xíu vậy, coi như là còn xương không, nằm cũng hơi khá lâu. Mà trong cái lúc nằm đó mà chịu nghe niệm Phật thì nó cũng tiêu nghiệp trong đó, chứ không phải nằm nó vô ích đâu. Không phải vô ích. Thì cuối cùng thầy vô thầy khai thị. Mà hồi nãy thấy chú Duyên cũng làm cũng lồng mấy cái bài nhạc vô, rồi thấy cái cảnh mà như lúc trước Giáng Nhàn đẩy mẹ thầy đi á. Thầy Tánh ổng cũng đẩy mẹ thầy đi, thầy ngồi đồ, thầy lo lắng đồ, nói chuyện đồ với bà. Thấy cái cảnh đó tự nhiên thầy nhớ lại cái lúc mà thầy đẩy cái xe bà cụ đi, hoặc là ngồi chung với bà cụ.
Thì tuy rằng thầy kìm được cái việc mà cảm xúc về mà mình nhớ mình khóc, nhưng mà trong lòng thì chấn động rất lớn. Bởi vì người mà họ đi sâu vào cái lòng hiếu thảo, đi sâu vào cái công phu và biết ơn đến cha mẹ, thì khi mà cha mẹ mất thì trong lòng họ quặn thắt rất lớn. Cũng như cái lúc mà thầy ở bên Mỹ mà nghe là cụ đang thở lên, mà lúc đó là thầy Nhật Minh, là ông chú Nhật Minh, ông quay cái phim ông đưa, là tự nhiên trong lòng thầy thắt, nó quặn, thầy chịu không nổi. Thầy nhìn vô nhưng mà thầy chịu không nổi. Còn nếu mà mình nhìn mình thấy mình thở ơ, mẹ mình mất cũng như là thân bằng quyến thuộc nó không có là gì hết trơn, là do cuộc sống hiện tại mình đối đầu với họ, mình oan gia với họ quá lớn, hoặc giả là cái lòng hiếu của mình quá nhỏ bé cho nên mình không có cảm xúc, thì người này không đủ được cái tịnh nghiệp của là hiếu dưỡng cha mẹ ha. Nhớ cái chỗ này cho kỹ. Thì cuối cùng ba thầy hợp tác, rồi sư cô rồi thầy cũng vô hợp tác, và cuối cùng là thứ ba là sư cô ra đi nhẹ nhàng mà gương mặt cũng hoan hỷ. Và sắp xếp đến thứ bảy là hôm qua là quý Phật tử coi như là 10 chiếc xe buýt cộng mười mấy chiếc xe nhỏ nữa kính hết cả một cái đài hỏa táng. Lý do gì được như vậy? Thì người thân trong gia đình và bản thân của mình phải hy sinh dấn thân phụng hiến, phụng sự cho Tam Bảo và lo lắng cho những người trợ niệm lúc lâm chung. Gieo cái nhân này thì lúc lâm chung bản thân của mình và gia đình của mình được thừa hưởng một cái phước báu đó. Thầy tự nhiên thầy sắp xếp, mà nhiều lúc thầy sắp xếp mà mấy thầy như thầy Từ rồi thầy Sĩ đồ bận hết, hoặc giả một số quý Phật tử có công việc sự duyên gì đó thì đâu thể đông được. Nhưng mà đông như vậy thì nó có một cái hay, đó là người ta để tâm vô cầu nguyện, nó có một cái tác dụng rất là lớn. Cho nên thành ra đây là cái kết quả của thầy và kết quả của ba thầy về đây tu tập, và cái kết quả của sư cô Nhận Hiền nó rõ ràng, nó hiện hữu. Chứ gia đình mình đám ma gì đâu mà lèo tèo có mấy người, không ai đến tiễn đưa đi hả? Thì biết mình ăn ở như thế nào hả? Đúng không? Nó mới có cái quả như vậy chứ. Cho nên thành ra là hai cái đám tang lớn, đám tang mẹ thầy Nhuận Từ cũng rất là lớn, và đám tang của mẹ của thầy Nhật Tánh cũng rất là lớn. Cho nên quý thầy có được một cái công phu nghĩ đến chúng sanh, để chừng mình lấy cái công đức đó mình chi dùng cho cái việc hữu sự trong gia đình của mình, nó có hữu ích trong đó ha. Thì như vậy trong cái việc mà Tổ sư Ấn Quang muốn nói đến là mình niệm Phật làm sao trong tâm mình có Phật, cũng như là người có hiếu, họ đi làm cái gì, họ bận biểu như thế nào đi nữa, họ đều nghĩ đến mẹ của họ. Mà cái nghĩ nó quan trọng nha. Nhớ Phật, niệm Phật, nghĩ đến Phật. Và khi nhớ Phật, niệm Phật, nghĩ đến Phật thì có nhân vật Đức Phật ở trong tâm. Cái chỗ này nên để cái tâm vô cho sâu. Và khi mình muốn như vậy thì lúc mình công phu là mình không để một ý niệm nào nó tạp nham về cái việc bên ngoài, ngoài cái việc niệm Phật. Thì nhân vật Đức Phật ở trong A Di Đà ở trong tâm. Mà khi nhân vật Đức Phật A Di Đà trong tâm thì sao? Thì sao? Thì một câu Nam Mô A Di Đà Phật tiêu 80 ức kiếp trọng tội sanh tử, diệt được trọng tội sanh tử trong 80 ức kiếp. Kinh khủng không? Mà phải thực sự có nhân vật Đức Phật A Di Đà trong tâm và không suy nghĩ gì khác. Chỉ để câu Phật hiệu Nam Mô Di Đà Phật nghe cho rõ ràng, niệm cho rõ ràng, nhớ cho rõ ràng, và nhớ là đang có Đức Phật A Di Đà trong tâm, thì những nhân vật khác và cảnh giới khác không có trong tâm. Khi nghĩ cảnh giới khác thì có cảnh giới khác trong tâm. Cảnh giới khác là gì? Đang ngồi niệm Phật mà nhớ đến cái móng của cái chánh điện, thì cảnh giới cái móng của chánh điện đang ở trong tâm, chứ không phải là cảnh giới cực lạc đang ở trong tâm. Mà để sai vị trí, sai thời gian. Cái thời gian này là cái thời gian đang niệm Phật mà, đâu phải cái thời gian làm việc đâu mà để cái móng trong tâm. Đâu phải để cái móng chánh điện trong tâm trong lúc này. Mình đang niệm Phật thì bây giờ mình niệm Phật đây, sao bây giờ để đứa con ở trong tâm để mình bực lên. Đang niệm Phật sao mình để cái nồi cơm ở trong tâm, chút nữa xuống nấu cơm gì nữa mới chết. Có không? Khi mà vỡ lẽ ra điều này rồi á, thì mình niệm Phật nó rất là an. Nhưng nó có trường hợp này xảy ra, nhân vật đó ở trong tâm mình lấy ra không được. Nó còn cái chỗ này này, do bọn phàm phu mình công phu còn yếu kém, bản thân thầy thực sự thầy thừa nhận cũng còn yếu kém. Có những lúc những cái bài thi mình bị rớt, mà khi mình thi mình rớt xong rồi bắt đầu
mình quay trở lại kịp. Tức là nó rớt nhưng mà mình quay trở lại, mình gỡ kịp, thì mình mới thấy mình dở. Mãi, mãi, thi mãi, học thi mãi, thi cho đến lúc mà tâm mình vào trong liên thai Phật A Di Đà nhiếp thọ sanh bên Tây Phương Cực Lạc, lúc đó mới yên tâm. Rồi lúc đó lên tiếp tục tu hành nữa để nó thành Phật. Có khi nào rớt không? Thầy thừa nhận cái những lúc thầy cũng phải thi bị rớt á. Đáng lẽ cái chuyện đó mình không đáng la. Hôm qua la chủ nhật tính mà mình la lại, mình thấy mình cũng hơi có lỗi với ổng. Mà cái đây là kinh nghiệm nhớ nha, kinh nghiệm bài học sâu dày nha. Tự nhiên đâu cái thằng đó nó nhờ cái đứa mà hay gửi cái gì đó, nó cái tụi mà hay chở đồ đi gửi cho người ta là cái gì đó, super rồi cái thằng nào hay là thằng super không biết, là chắc đứa khác á, nó lấy ba cái cây cỏ tùm bậy tùm bạ dài dài như vậy nè, nó bỏ thêm một cái túi thuốc á, rồi nó tới nó mang nó đưa cho Nhật cho chú Tính. Nó nói chú Tính là cái cây này là sư phụ Giác Nhàn đặt á, đây số điện thoại 0909 7474 nè, mang vô cho sư phụ đây, mà trước khi mang vô phải đưa 155 ngàn, cái cây này 2 ngàn cũng không ai thèm mua. Trời, nó chết lên chết xuống mà nhìn nó như cây cỏ dại mà. Nhớ nghe, nhớ dùm nghe, lỡ mà gia con mình hoặc chồng mình hoặc ai mà kêu là nhận đồ của mình, kêu từ từ để tôi gọi đã. Xong rồi thầy hỏi, ủa lúc đó làm sao ông không kêu thầy, kêu thấy sư phụ đang công phu ai bị nhấm vô kêu. Thì kêu nếu mà thấy sư phụ công phu thì ông cứ để nó đi rồi hẹn nó từ từ tới lấy tiền. Nó kêu cái thằng này nó hay giao cho đồ cho mình lắm, lúc trước nó cũng giao đồ mà. Kêu thì nó lúc trước nó giao đồ thiệt, bây giờ nó giao đồ giả hay sao. Là ông trọng, cái ông tu mà ông ngu hơn đó. Mình nói cái mình hơi giật mình. Mình là ông ngu mà thiệt, nó ngu thiệt. Đâu tự nhiên lấy ba cái cây tùm bậy tùm bạ, mình có đặt đâu mà đưa cho nó 155 ngàn, nó đây chạy mất tiêu. Đó. Nhớ nghe. Nó chơi chớ như vậy. Tôi nói ở thế gian này nó đủ trò lừa gạt. Cái thằng mà super á là nó tin tưởng cái thằng mà giao cái cây. Còn cái thằng giao cái cây á là nó muốn có tiền, cho nên thành ra nó đem cái sự giả dối mà lừa gạt nó để vô tâm. Đó, nó cũng để cái nhân vật lừa gạt trong tâm không? Để cái nhân vật lừa gạt trong tâm, cho nên nó mới nghĩ ra ba cái cây gì đâu mà chút cao cao cỡ này, rồi nó lấy giấy nó quấn lại với cái bịch, cái miếng giấy dày dày á, cạc tông á, nó quấn lại xong mới để thêm cái hộp thuốc mà nó héo queo nó chết. Thì cái ông đi giúp giùm tôi đi. Ổn tiền đâu không có vậy, kêu mượn cô Bảy, kêu thôi trả cho cô Bảy, kêu cô Bảy không lấy, kêu thôi trả cho cô. Đây là cũng bài học kinh nghiệm nha, nó đánh lừa mình rất hay, mình không chủ động được. Đáng lẽ ông phải nói rằng là để sư phụ tu xong, hoặc ông vô ông hỏi một tiếng cũng đâu sao, hoặc giả kêu ông cầm về đi cái ba cái cây này mà sư phụ có đặt đâu, sư phụ đặt phải nói với tôi chứ, đúng không? Cuối cùng cái tin về nhẹ dạ tin cho nó đưa 155 ngàn, ai mà tự nhiên lấy tiền đưa cho nó, được không? Đó, hôm nay kể cái câu chuyện này ra coi chừng quý vị bị dính. Ở xã hội này nó muôn màu muôn vẻ, nó tính toán làm sao cho nó có lợi, còn ai hại kệ. Hiểu chỗ này không? Thì nhân vật này nó đã biến trá hình mà tổ quan nó là trở thành ngụy thiện nhân. Nó nhìn cái vẻ giống như nó là người thiện, là nó mang cái cây vô cho chùa thầy đặt, nhưng mà cuối cùng trong đó là cái tâm ngụy. Ngụy là cái tâm giả dối, cái tâm hư dối, cái tâm tà vậy. Hiểu chỗ này không? À, thì như vậy khi mình hiểu ra cuộc đời này nó muôn vẻ, nó lừa gạt mình, thì khi mà nói ổng vậy tự nhiên mình cũng hơi hối hận chút, mình la ổng hơi quá đáng. Nhưng mà đáng la lắm, đáng la lắm. La để cho nhớ, để về sau khỏi mà nhận nó lung tung đồ đạc. Đó, đó. Thì như vậy khi mà mình la họ nhưng mà họ sửa và họ hoan hỷ, và mình la với một cái mức độ nào đó thì được, chứ mà mình la quá, mình tiếc tiền, mình đánh, mình đập, mình chửi, mình đuổi nó ra khỏi nhà. Có những người vì đồng tiền mà họ rất là dã man. Họ mất cái đồng tiền bởi vì họ nghĩ về tiền quá sâu nặng. Cho nên khi họ mất đồng tiền do vợ con làm thất thoát hoặc là sự vụ gì đó, có thể họ giết người đó được. Bởi vì họ không tôn trọng một cái mạng sống giữa con người với con người. Họ không còn một cái sự đối nhân xử thế tốt. Cho nên khi họ mất đồng tiền, họ mất một cái gì mà họ đang thích đó, thì có thể là họ nói rất là tàn độc. Có cái anh chàng đó, anh thích đá gà,
Mà con gà anh đá trận nào là thắng trận đó. Con gà nó quá giỏi. Cuối cùng thì sao? Không biết bà mẹ ở nhà, bà thấy con gà nó ăn lúa, sao bà bực quá, nó cứ vô ăn hoài đuổi không đi. Bà phang nó cái quẹo cỏ nằm im luôn. Trời ơi, con gà đá mà gà nồi mà gà đẹp mà của cái đứa con mà. Cái bà sợ quá rồi bà nói chắc là về nó nói mình trả ra gì đâu. Thì cuối cùng nó về nó hỏi, ôi sao gà chết vậy? Thì bà nói thiệt, bà kêu đuổi hoài nó không có chịu chạy, nó cứ ăn lúa. Tôi lỡ nó cầm cái cây tôi phang nó chết. Trời ơi, nó quay lưng nó đá bà già cái chết luôn. Thôi, cái câu chuyện này có thiệt. Đá bà già cái lật ngửa chết luôn. Bây giờ tôn trọng con gà hơn bà già mà. Bây giờ trong tâm nó là cái con gà quý hơn bà già, hơn là người mẹ. Cho nên khi mất con gà một cái là nó không có đi đá để nó kiếm tiền được. Bà già bây giờ nó ăn bám chứ được cái gì. Nó đâu có hiểu đến cái chuyện mà hiếu thảo cha mẹ, cái chuyện đạo đức nhân sinh gì đâu. Nó đá bà già lật ngửa chết luôn. Cuối cùng công an phải xuống bắt còng lên. Ông này là đáng xử bắt. Hiểu trong cuộc sống không? Hiểu trong cuộc sống là nhân vật nào để trong tâm, sự việc gì để trong tâm, của cải gì để trong tâm, khi mất mình đau khổ không? Hoặc nó đổi vị trí mình đau khổ không? Hiểu đổi vị trí đau khổ không? Hiểu như vậy. Như vậy hôm nay mình để nhân vật A-di-đà trong tâm, để danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thiên Thủ trong tâm, để Tổ sư Ấn Quang trong tâm, thường học lời dạy của Ngài. Lỡ nó mất cái gì đó, nó mất vợ, mất chồng, mất con, mất của, mất cái gì đi nữa mà nhân vật này không mất, thì quý vị an. Nếu ví dụ giờ thầy xây chùa, Làm lên cái chùa đẹp, giảng cũng bỏ luôn, niệm Phật cũng bỏ luôn, không qua bên này được công phu mà bên kia cũng ngủ luôn, ai biết đâu. Rồi đại khái là không ngó ngàng về cái chuyện niệm Phật nữa, không để cái nhân vật Đức Phật A Di Đà trong tâm, không có trì chú đại bi, không có niệm Quan Âm, không có cái chuyện gì mà để mà mình thích thú cái chuyện tu hành nữa, thôi giờ có tiền xây chùa là chính. Thì một thời gian cái chùa nó có ở trong tâm, cái chùa có trong tâm, rồi nhân vật Đức Phật A Di Đà trong tâm mình vắng bóng, bởi vì mình không niệm, đúng không? Mình không niệm thì làm gì có. Mà nếu mà mình niệm, mà mình niệm cái kiểu mà đối phó cho nó hết thời gian, thì cũng không có nhân vật A Di Đà trong tâm đâu. Rồi Bồ Tát Quan Âm cũng không có trong tâm luôn. Rồi một thời gian xong cái phiền não nó lên, đúng ông nào làm đó, đúng thầy nào làm thầy đó, đúng chú nào làm chú đó. Hư ít mà la nhiều. Nhưng mà hôm qua chú tính la vậy nên vừa đủ chứ không đến nhiều lắm đâu, vừa lắm. Rồi giảng thì cũng không có lên giảng gì nữa trơn, thôi kệ, làm gì làm. Thời gian cái bắt đầu những nhân vật, mấy thầy, mấy chú, quý Phật tử, rồi bắt đầu họ xa lánh mình từ từ, bởi vì họ thấy gần mình không có lợi gì, toàn là bị la không à, toàn là phiền não không à. Rồi bắt đầu từ từ mình sẽ xuất hiện một ngôi chùa đẹp, chánh điện 3 tầng, nhưng mà vắng tanh, không có mạng nào trong đó. Tìm người lau chùa cũng có luôn. Rồi trên phòng hộ niệm thì lúc trước 100 người, bữa nay không thấy ai hộ niệm hết. Họ sợ mình quá mà. Mình la, mình sân hận riết cũng như rắn độc mà ai dám gần mình. Rồi nhà tăng này vô nhìn phòng ốc cả trăm phòng không thấy ông nào. Cuối cùng ở dưới nhà bếp có đúng hai bà già cãi lộn đang nấu cơm. Thì chùa mình ra sao? Được cái cảnh giới tráng lệ đẹp, nhưng mà nhân vật không có trong đó. Vì trong tâm mình không có nhân vật của quý thầy, và hy sinh phụng hiến cho quý thầy, và coi các thầy giống như là Phật Bồ Tát để hy sinh phụng hiến cho họ. Coi với Phật tử về đây tu tập giống như Phật Bồ Tát hy sinh phụng hiến, lên phải hướng dẫn họ tu, rồi nấu cơm cho họ ăn, rồi xếp ghế cho họ ngồi, vân vân mọi thứ. Thì khi mình có nhân vật đó, khi mình có nhân vật Phật tử trong tâm, thương kính họ như Phật Bồ Tát, thì chắc chắn những nhân vật này sẽ đến với mình. Bây giờ hiểu ra chỗ này không? Hồi nãy giờ nói là gần một tiếng đồng hồ là nhân vật ở trong tâm đó. Rồi cái người lúc lâm chung, những nhân vật nào không có trong tâm của họ và hãi hốt, và trong miệng họ vẫn niệm Phật, niệm A-di-đà Phật, mà không có nhân vật Đức Phật A-di-đà trong tâm, mà trong tâm họ đang nghĩ là đang xa chồng, xa con, xa của cải, xa vật chất, thì họ vẫn bất an, tuy rằng được người hộ niệm. Lắng nghe chỗ này Tổ Quang khai thị nè, lắng nghe nè. Bình sinh tuyệt chẳng có tính nguyện trì danh niệm Phật, lúc lâm chung nhất định khó cậy vào Phật lực. Đã bảo là thiện ác đồng thời hiện ngay,
thì chẳng luận là bốn chữ A-di-đà Phật chẳng hiện trong tâm, cho nên không được vãng sanh. Mà dù cho có hiện cũng chẳng được vãng sanh. Chỗ này nghe cho kỹ. Hàng ngày không có tín nguyện niệm Phật, không tin có Đức Phật A-di-đà bên Tây Phương Cực Lạc cách đây 10 muôn ức cõi, không tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu có Đức Phật A-di-đà có cảnh giới cực lạc, không tin Đức Phật Thích Ca luôn, rồi không tin mình là bọn phàm phu nghiệp lực phải nương nơi nguyện lực của Phật A-di-đà mới vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, những lòng tin này mất hết, và không tin sự, tin lý, tin nhân, tin quả, tin về vãng đức hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật để tiếp dẫn mình, để đưa mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, tất cả niềm tin này vắng mặt hết, mất hết. Và khi con người không có niềm tin này, khó bao giờ làm được. Ví dụ mình đến ông thầy thuốc đó, ông nói là quả quyết tin tôi đi, thang thuốc này là sẽ hết bệnh. Nếu mà mình chịu tin 100% cái lời ông thầy thuốc này thì cái niềm tin này nó đã giúp cho quý vị hơn 50% rồi. Còn nếu mình kêu thôi uống thử coi, không biết có hết hay không, thì quý vị sẽ mất hết 50% nơi tự tin của mình, mất mất đi cái tác dụng của cái thuốc. Kinh khủng vậy đó. Cái câu Phật hiệu cũng thế đó. Niềm tin là mẹ đẻ công đức mà. Cái đó ấy tỏ lắm quan đó rằng nếu nó lúc bình thường không có niềm tin nè, không có nguyện vãng sanh nè, và không có trì danh niệm Phật, thì lúc lâm chung tuy rằng miệng có niệm Phật nhưng mà trong tâm không có Phật, vì trong tâm đang có những cái cảnh gì mà trong cái lúc mà hiện tại mình đang có. Ở trong tâm đủ cái cảnh là mình hơn thua, tranh giành, đấu tranh, đối đầu với ông gia trái chủ, vân vân mọi thứ. Mình đang có cái nhân vật và cảnh giới trong đó, hằng ngày cái bực bội tức tối đủ thứ hết trơn. Thì khi lúc lâm chung thì mình vẫn nhớ cảnh giới đó, có người hộ niệm, tuy có niệm Phật nhưng mà trong tâm không có Phật. Thì cuối cùng sao? Thì cuối cùng là vẫn ở lại lớp. Ở lại lớp là gì? Miệng có niệm Phật nhưng trong tâm không có Phật. Nhớ cái câu này là miệng niệm Phật, tai mình nghe danh hiệu Phật, thì trong tâm phải có Phật. Mà muốn trong tâm có Phật thì bắt hết suy nghĩ những cái nhân vật, những cái cảnh giới, những sự vụ gì không liên quan đến chuyện niệm Phật thì không để vào tâm. Hiểu được chuyện này không? Nếu làm được vậy trong một giây phút ngắn thôi thì công đức vô lượng, gọi là người này gọi rằng là chánh tâm niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, công đức thù thắng gấp trăm ngàn lần tạp tâm niệm Phật. Tạp tâm niệm Phật là trong miệng mình có niệm Phật nhưng trong tâm mình đang bực bội về con cái, đang nghĩ về sự việc chuẩn bị chút nữa làm, rồi đang nhớ đến của cải vật chất hay nhớ đến cái việc gì đó không cần thiết trong lúc niệm Phật mà để vào trong tâm, gọi là tạp tâm niệm Phật. Mà người tạp tâm lâu ngày họ không biết cách niệm Phật thì họ gọi là loạn tâm niệm Phật. Và loạn tâm đến niệm Phật đến cái lúc là họ không làm chủ được niệm Phật, và trong lúc niệm Phật khởi nhiều ác niệm, nhiều tạp niệm, nhiều mong cầu quá thì ma dựa phát cuồng. Ở đây có một cô, bước đầu cô đến thì thấy tỉnh táo sáng suốt. Xin thầy ở trong này, do Phật Di Đà, Tam Thánh Quan Âm Thế Chí đưa con đến đây, nói thầy phải lo cho con để con độ chúng sanh ở chỗ này. Con không có chỗ nào ở hết, thầy cho con cái chỗ ở. Nếu mà Phật Bồ Tát mà cảm ứng mà để đến đây thì người này nhìn cái tư cách và cái hình tướng không phải là vậy đâu, không ổn rồi. Mãi đến hôm nay thì bây giờ quả té ra là thấy quá nghi kịch. Coi như là cứ đứng trước tượng Phật mà nhìn trợn mắt như vậy, niệm danh hiệu Phật rồi quán Phật, quán tượng niệm Phật, thì người này bị ma dựa phát cuồng, rất nguy hiểm. Cái người niệm Phật mà trong tâm họ có Phật, họ cũng phải dùng cái cách gọi rằng là quán tưởng, là trong tâm họ tưởng danh, niệm danh hiệu Phật rồi họ tưởng tượng cái hình ảnh Phật. Mà trong miệng họ niệm Phật mà trong tâm của họ vắng bặt không có nhân vật nào khác, mà chỉ có là nhân vật Đức Phật A-di-đà. Trong tâm họ có hiện hình Đức Phật A-di-đà trong tâm hay không hiện hình không thành vấn đề, nhưng mà trong tâm của họ vắng bặt không một ý niệm nào khác, chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm làm sao để toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật không hai, tâm Phật nhất như, thì tâm không Phật hiện. Mà niệm đến giai đoạn này thì nhìn ông thầy Phú cũng là Phật luôn, ông thầy Từ cũng là Phật luôn. Bây giờ toàn tâm là Phật rồi, mà trong tâm đã có Phật thì nhìn ai cũng là Phật.
Nếu ông chồng mình ông chửi mình mà mình thấy đó là ổng là ông Phật chửi mình thì không thành vấn đề. Lạ cái chỗ này lắm. Ngay cái đứa con mình mà mình kêu mình nợ nó mà nó đến nó đòi là mình đã an vui rồi, chứ đừng có nói nó là ông Phật. Cái chỗ này là cái chỗ mà mình phải suy nghĩ ra cho tới ngàn, suy nghĩ cho nó tới. Tuy rằng suy nghĩ cho nó tới mình chưa có làm được nhưng mà nó rất là vui. Mà suy nghĩ được rồi nó sẽ làm được. Quý vị chút xíu nữa tu, nếu ai ở lại đến chiều, còn ai nếu mà trưa nay ăn cơm xong đi về, từ bắt đầu mình ngồi lên xe buýt, xe Honda hoặc ai có xe hơi gì đó, về tới nhà không suy nghĩ một gì khác, cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật hoặc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát hoặc Trì Đại Bi, không khởi một niệm gì khác, thì Phật hiện hữu trong tâm mình từ chùa Quan Âm về tới nhà. Thích không? Ai thích đâu giơ tay lên coi. Thích không? Thích không? Nhưng mà vì sao mình nghe vậy mà mình trên đường đi mình vẫn để ông chồng, mình để bà vợ, mình để đứa con, rồi mình để cái sự việc gì khác trong tâm kỳ vậy? Sao để gì kỳ vậy? Để không đúng lúc đúng chỗ vậy? Đang niệm Phật mà sao để những cái vớ vẩn đó trong đó? Cho nên thành ra cái cách của tổ sư ông Quang Dụng Công rất khéo, luôn luôn là ngài nói phải xử lý viên dung. Lý là mình hiểu rằng mình niệm Phật có nhân vật Đức Phật Di Đà trong tâm. Sự là khi mình nghe cho rõ ràng từng chữ từng câu. Bữa nay quý thầy về áp dụng thử cái cách này nha. Nói về cái cách áp dụng công phu thì nó thích lắm. Vì khi mà thầy tìm ra là thầy rất thích phổ biến, mà không phải mình khoe khoang, nhưng mà mình dùng cái cách này thử coi. Quý Phật tử khắp thế giới dùng thử cái cách này. Tụng chú Đại Bi thì thường thầy ngồi lên ghế 35 phút thầy ngồi lên ghế cho nó đỡ đau chân. Bây giờ khi mà mình tụng kinh, mình tụng trì chú xong á, mình ngồi tụng kinh mất 5 phút thì ngồi niệm Phật thêm nữa, có những lúc nửa tiếng 15 phút hoặc là có khi 45 phút thì mình ngồi hơi lâu cả tiếng, nhiều lúc nó hơi mỏi, nó hơi nhức cái chân, mình bị phân tâm, cho nên thường Đại Bi là thầy ngồi trên ghế. Thì khi mình tụng Đại Bi xong ra tiếng rồi tụng kinh thì mình tụng thầm thầm hoặc trong tâm. Khi tụng kinh xong thì có thể mình nhiều lúc ở đây vẫn thích chú vãng sanh. Tổ Hồng Quang nói chú vãng sanh là trợ hạnh cho cái việc vãng sanh rất đắc lực, cho nên nhiều lúc thầy tụng rất nhanh, tụng cái chú vãng sanh khi mà mình tụng mà cái tốc độ nó nhanh á. Nam mô Di Đà Phật, cái là mình tụng rõ trong tâm mà nó nhanh, nó nhiếp dữ lắm. Cái nhiều lúc mình tụng 50 phút, 15 phút thôi, chừng nào không hay luôn. Nam mô Di Đà Phật, 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 Di Đà Phật. Mà hiện tại là do mình niệm trong tâm không rõ, cho nên thành ra mình suy nghĩ những cái chuyện mà nó buồn phiền nó rõ, cho nên thành ra nó quá rõ. Mà cái suy nghĩ đó nó có âm thanh trong tâm, nhưng mà mình không thường phát cái âm thanh ở trong tâm, trì chú niệm Phật, trì Đại Bi, tụng kinh trong tâm, để cho cái âm thanh đó nó quen với trong tâm mình, nó rõ, cho nên thành ra mình niệm Phật nó sẽ rõ. Còn nếu mình không rõ tụng kinh niệm Phật, trì chú trong tâm, mình không có tập thành thói quen, cho nên mình niệm Phật cũng không có rõ. Mình nói suy nghĩ chứ thiệt ra nó có niệm trong đó, nó có âm thanh trong đó. Rồi sau khi chú vãng sanh xong rồi, cái niệm trong tâm, niệm trong tâm, niệm sao không ra hơi. Dĩ nhiên không ra hơi là không ra tiếng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đây là cái cách của tổ ông Quang, là từng chữ từng câu trong tâm rõ ràng, gọi là tịnh niệm tiếp nối. Có những cái sức, có những lúc sức định của mình sâu thì mình niệm đến 15 phút vẫn rõ ràng. Có lúc 20 phút vẫn rõ ràng. Ngồi xếp bằng, không mở máy luôn. Một mình á, còn cả đại chúng thì buộc phải mở máy rồi, không có thể niệm như vậy được. Có những lúc sức định sâu niệm nửa tiếng rất an lạc. Nhưng mà mình niệm không rõ ràng, mình thấy hơi ngán là mình đứng dậy bắt đầu mình chuyển qua cách khác. Nhớ đừng giữ một cách nha, đừng giữ một cách. Mở ra cái mở máy, máy niệm câu Nam Mô Di Đà Phật, mình niệm trong tâm câu, hoặc là niệm ra tiếng, hoặc niệm thầm, mở máy đổi liền. Nếu mà niệm ép nó không vô là đổi. Cũng như ăn cơm trắng, hoặc là mình ăn không có ngon là mình phải đổi món ăn. Sáng thầy ăn cơm
Như hồi nãy nói câu 7 á, ba cái ti á, mì ba cái ti ngon lắm, đổi khẩu vị liền, chứ chưa ăn cơm nữa nó ngán sao. Nhiều lúc ăn cũng vô nhưng mà nó không có ngon khẩu vị, chưa ăn mì ba cái ti rồi chiều ăn cháo hoặc ăn cơm đổi. Cho nên tổ ông quan đó là ăn một món như cơm trắng, ăn hoài là ngán. Bữa sáng thầy tôi thầy có nói rằng là nếu mà mình ăn cơm á, có thức ăn rau dưa đầy đủ hết rồi, nhưng mà không có hạt nêm, không có đồ nêm gia vị thì ăn không ngon, lặt nhất ăn không được. Thì thầy ví dụ như là gia vị đó là thần chú Đại Bi á, nếu mà thầy tụng thần chú Đại Bi á để vãng sanh á mà không niệm Phật thì người này không được vãng sanh. Mà nếu mà ăn gia vị không á, mà không có thức ăn thì không thể ăn gia vị được. Mà nếu mà nấu cơm mà có thức ăn có đầy đủ mà không có gia vị thì ăn không ngon, ăn không được. Thì vậy có gia vị vô cơm sẽ ăn ngon và ăn rất là hợp khẩu vị, ăn ngon. Như vậy là gia vị không phải là vật chính, nhưng không có nó là ăn không được. Trì chú Đại Bi không phải là chánh hạnh niệm Phật, nhưng không có trì chú Đại Bi thì rất khó vô công phu. Hiểu hiểu cái ví dụ này không? Ví dụ này từ tổ sư hôm qua. Nếu không có gia vị thì đồ ăn không thể ăn ngon được. Mà gia vị nhiều quá, muối thì gì mình bỏ vô khoảng 2 muỗng canh mà mình làm nửa chén muối vô thì ăn cũng không được. Suốt ngày bỏ niệm Phật mà trì Đại Bi không cũng không được. Mà ăn cơm trắng, ăn thức ăn suông mà không có gia vị ăn không được. Mà niệm Phật không mà không có thần chú Đại Bi, không có Quan Âm để giúp cho mình những công việc Phật sự trong cái lúc hiện sinh này thì nó cũng cà trầy cà trật, làm mình thối chuyển. Cho nên cái cách này là của tổ sư Ấn Quang là tuyệt, tuyệt, rất hay. Dùng thử đi đâu thấy. Có cái cô đó, cô sợ ma kinh khủng. Vậy mà trong 6 tháng này, mỗi ngày sáng 25, chiều 25, tự nhiên cái ý niệm sợ ma bắt. Dĩ nhiên niệm Phật nó cũng sẽ mất đi cái ý niệm này. Bởi vì lúc trước cổ niệm Phật nhưng mà cổ chưa có thông. Và cái thời gian niệm Phật ít quá, cho nên thành cái nhân vật mà sợ ma đó, ý niệm nó ở trong tâm họ. Và cái tâm của họ chứa đựng cái nhân vật mà sợ ma đó nhiều quá, mạnh quá, cho nên thành ra tuy miệng niệm Phật nhưng mà nhân vật sợ ma vẫn ở trong tâm, cho nên nó vẫn hiện hữu ra, vẫn sợ ma. Tuy rằng niệm Phật thấy công đức niệm Phật là vô lượng vô biên không gì sánh bằng, nhưng mà ý niệm sợ mất của cũng quá nhiều, cho nên thành ra niệm Phật vẫn sợ mất của. Biết cái thân này là giả rồi, khi chết cái nó sình, nó ương, nó thúi lên, hoặc giả là đi thiêu, không còn là cái gì nữa hết cả, là đống tro tàn. Nhưng mà sợ mất cái thân này cho nên niệm Phật vẫn sợ mất cái thân, là nhân vật niệm Phật, nhưng mà nhân vật này không phải thật là Phật Di Đà, là nhân vật niệm Phật mà sợ mất cái thân cho nên vẫn khổ đau vì mất cái thân này, vẫn không được vãng sanh. Niệm Phật mà đặt nhân vật không đúng Đức Phật A Di Đà trong tâm. Chỗ này hôm nay, ngày hôm nay nói cái điều này. Nếu hàng ngày dụng công không tốt như tổ ông Quang nói, tính nguyện hạnh không có, thiện căn phước đức không có đủ, thì lúc lâm chung những cái nhân vật mà hàng ngày mình đang để trong tâm đó thì nó chế ngự hoàn toàn, nó làm chủ mình luôn. Nó làm chủ mình luôn. 11 giờ kém 10. Giờ bây giờ thầy Tánh lên đọc phần sau tổ sư ông Quang và câu chuyện này đọc lần thứ 3. Ông này ổng niệm Phật theo mấy, ổng đứng ổng vãng sanh. Câu chuyện này thầy vẫn thích. Và bà vợ khi niệm Phật rất đắc lực, cắt hết toàn bộ giao dịch điện thoại, con cái không tiếp xúc nhiều, và buông vạn duyên. Bà niệm Phật đắc lực khi Đức Phật A Di Đà đến hiện hữu, mở mắt luôn chứ không phải trong mơ, để tiễn đưa bà đi. Mà trong tâm bà nghĩ đến nhân vật là còn đứa cháu nó chưa khôn lớn, vừa nghĩ nhân vật đứa cháu trong tâm, nhân vật Đức Phật A Di Đà mất liền. Cái câu chuyện này nè, nhân vật Đức Phật A Di Đà mất liền, thì bà mới hối hận, bà vô kể với ông chồng. Ông, tối Phật đến để mà đưa tôi đi, mà tôi nghĩ đến đứa cháu còn nhỏ quá, Phật bỏ tôi đi mất rồi. Nếu mà tôi nghĩ tôi đồng ý là chắc Phật rước tôi đi rồi hả ông? Thì ông mới nói là bà niệm Phật mà bà còn dính vào trần cảnh, cho nên bà thất bại. Rồi đến cái lúc ông chồng ra đi không báo bà vợ biết, và viết sẵn cái thư viết để lại cho bà vợ biết là hôm qua Phật đến kêu tôi đi mà tôi không dám nói bà, sợ bà vô bà khóc bà làm rối. Thì khi mà vô thấy ông đứng niệm Phật quay mặt ra cửa sổ,
Và chung với cái máy thì bà lấy cái thư lên bà mới thấy là ông này niệm cảm được với Phật, và Phật đến, ông có nhân vật Đức Phật Di Đà trong tâm, và nhân vật Đức Phật Di Đà trong tâm đưa cái nhân vật là đích thực cái ông này đi vào liên thai và về cực lạc. Hiểu chỗ này không? Bây giờ ngồi giảng đây là gặp một cái ông giỏi về cái việc xây dựng, ông đang làm cái nhà vệ sinh, rồi ông để cái vệ sinh trong đầu trong tâm ông, cho nên có những đêm ông ngủ không được. Cái ông ngồi đây nè, ông là nói với ông, hỏi ủa sao ông ngủ không được, ông kêu lúc trước giờ con chưa làm việc động não cho nên hôm nay con làm việc con động não quá mà con ngủ không được. Dạo gần lại đây nó hay hơn ngủ không được. Kêu chắc ông suy nghĩ cái gì nhiều hả, kêu nghĩ cái nhà vệ sinh, để nhà vệ sinh chim đó. Ông kêu xưa nay không làm, bữa nay làm nó động não, thì bây giờ ông làm cái chỗ đang công trình thì ông cứ làm đi, rồi khi ông về chiều ông vô ông công phu ông để Phật, rồi để kinh A Di Đà cảnh giới cực lạc trong tâm cho ai biểu, ông để cái nhà vệ sinh trong đó, chù cho nhà vệ sinh để trong đó nó thúi dữ lắm mẹ. Cái nói ông để trong đó rồi thì bây giờ ông ngủ không được, ông lên trì đại bi 25 biến đi. Có một đêm hôm đó thầy trì đại bi, thầy ngủ không được thì trì đại bi 25 biến. Trì đại bi 25 biến, ông kêu con trì đại bi con cũng không ngủ, mà con niệm Phật con lễ Phật cũng không ngủ. Kêu là do ông để cảnh nó trong đó nó nhiều quá cho nên hình ra nó trì không nổi. Chứ làm sao mà không ngủ được. Đúng không? Ông công nhận không? Đó, ông đến đây ông chưa làm nhà vệ sinh, ông chưa suy nghĩ, ông ngủ ngon. Bây giờ ông lấy nhà vệ sinh là cái cảnh giới nhà vệ sinh đó, mà công nhận ông này ông giỏi. Ông suy nghĩ ra mà sắp xếp cái móng sao cái nhà vệ sinh sao, ông để toàn tâm vô đó, ông làm là hiệu quả thiệt. Nhưng mà cuối cùng mình bị không cân đối. Hay gì sáng mình thức dậy mình ra đây mình công phu, xong đến lúc mình làm việc, cái lúc ăn cơm thì mình ăn cơm, cái lúc mình nghỉ trưa thì mình nghỉ trưa, mình bỏ cái cảnh nó ra ngoài đi. Cứ suy nghĩ cho nó thành khói, rồi chiều mình ra mình làm, rồi tối mình tu, mình cân đối làm sao cái chuyện làm nó tạm đi, không chịu, cuối cùng để nó ở trong đó nhiều quá, bây giờ nó hành chó. Thì cái ông này nè, ông niệm Phật theo máy, đúng hay. Cái niệm Phật theo máy thì không thể bàn được, mà tổ ấm quan thì ngày kêu là hộ niệm phải chia ban á. Một ban niệm ra tiếng là ban thứ nhất, hai ban ngồi lắng nghe hoặc đi theo không niệm ra tiếng. Một khắc là một giờ hoặc hai khắc là hai giờ. Rồi cái ban thứ hai niệm ra tiếng thì ban thứ nhất và ban thứ ba không niệm ra tiếng. Siêu không? Siêu không? Nhưng mà nếu mà cái ban thứ nhất niệm một tiếng ra tiếng mà ban thứ hai á và ban thứ ba không niệm ra tiếng á thì nhiều lúc nó ngán, họ không chịu nổi, họ chán liền. Nhưng mà cái hay là cái máy một ban mà mình một ban cứ đối đáp với nhau thì rất là tuyệt. Bây giờ là hoàn toàn là thầy dùng máy hết. Chỉ có mới phát minh ra cái cách là sau khi đại bi ra máy, theo máy xong rồi tụng kinh trong tâm, rồi bắt đầu niệm Phật trong tâm 10, 15, 20 phút tùy theo cái sức mà mình niệm rõ ràng thì cứ ngồi niệm. Mà khi nó nhạt nhè hoặc là nó hơi ngán một chút là đổi qua cái cách mở máy ra, thì hầu như là 80% là thầy dùng đến máy. Cái máy trì đại bi, cái máy niệm Phật, cái máy niệm Quan Âm thì hầu như là thầy dùng máy. Còn nếu không dùng máy thì không được bền. Nếu niệm trong tâm thì mà niệm suốt luôn trong 2 tiếng niệm không nổi, mất liền, niệm không vô. Và nếu mà niệm ra tiếng thì càng hụt hơi chết nữa, chịu không được, buộc phải có máy. Cho nên thành ra thầy Tấm thầy mới làm 1.000 cái máy, mấy bà cụ khu chuyên tu đang làm vậy đó. Máy là hỗ trợ cho mình đắc lực, nhất là cái máy mà buổi tối mà mở Nam Mô A Di Đà Phật, mà mở Nam Mô A Di Đà Phật nhỏ nhỏ nghe mà không ngủ thì ra trì đại bi nữa thì nó ngủ. Mà nếu mà nó không ngủ là bữa đó là mình biết mình quá căng thẳng rồi. Cái nhân vật khác ở trong tâm mình, cảnh giới khác ở trong tâm mình quá dữ dội rồi. Đúng không? Để ý đi, đâu phải bỗng không. Có nhiều người nếu con mắt ngủ, kêu có suy nghĩ gì không? Kêu không. Ngay cái lúc ngủ không suy nghĩ mà trước khi ngủ đó, nó có suy nghĩ trong đó. Nó mới làm mình căng thẳng chứ. Đúng không? Để ý lại đi. Ngay cái lúc ngủ là mình bật mình không cho nó suy nghĩ. Đúng. Nhưng mà trước khi ngủ mà mình làm việc quá căng thẳng thì mình sẽ không ngủ được. Hôm qua là tưởng là không ngủ được, gặp cái anh chàng mà anh làm cái bóng chùa hợp đồng cho nó, mà tụi này nó giỏi, nhưng mà đợt này nó bị quân chia nhiều nơi quá cho nên thành ra là nó đưa quân lên ít. Đúng cái bóng này là phải 50 đứa mà nó có 30 đứa hoặc hai mấy đứa. Cái thầy la nó, thầy kêu nếu mà ông làm được cái bóng chùa nó nhanh hơn nữa, mà đúng là tốc độ này 8 ngày thì chưa có thể ai mà tốc độ nhanh như vậy, là bởi vì nó làm đêm luôn, mà máy mình múc quá nhanh cho nên thành ra nó đuổi theo không kịp. Thầy kêu bây giờ nếu mà ông mà làm cái móng của chánh điện xong, thầy mới cho ông làm tiếp cái móng của cái tháp 7 tầng đó. Nó múc sâu xuống 6-7 mét mà ông làm cái móng đó, thì nếu mà ông làm móng chánh điện được thì cho làm móng tháp. Nó kêu thầy yên tâm đi,
thầy cứ cho con làm cái móng tháp đi, con kéo quân lên đó, con bảo đảm, thì ông bảo đảm cái mỏ của ông á, đó, ở dưới ngay chỗ cái móng của cái chánh điện, bây giờ lèo tèo có mười mấy người làm ông chia tùm lum ra hết trơn, ngay cái móng của chánh điện tôi thấy đã ít rồi, bây giờ ông còn bày đặt, ông nói bảo đảm nữa, cho ông đụng vô cái móng của cái tháp rồi cuối cùng người ông ít rồi sao tôi nói ông nghe nữa, không có cho ông làm cái tháp đâu. Tôi nói ông chưa nghe, mưa xuống một cái là nó đầy ấp nước, ông chỉ hút nước cho ông làm gì hết, ông trời ông đang ban tiền cho ông là nắng thì ông làm đi, là cho nó chậm là, nhưng mà cũng gọi là thương nó chứ không phải lo mà mình bực tức. Mình kêu trước khi ngủ đời nào mình nói chuyện cái kiểu này chắc đêm nay khó ngủ. Và do hằng ngày mình cũng có trì đại bi, trước khi mình la nó mình cũng trì thời đại bi 25 biếng, cái vô ngủ giấc đến 4:10. Trời ơi, sao la thằng này ngủ ngon vậy ta. Là lớn luôn. Tôi kêu ông bảo đảm cái miệng của ông, cái mỏ của ông bảo đảm, tôi nhìn cái móng có bao nhiêu người đâu, bây giờ ông đòi làm cái tháp. Đó, tôi điều quân tôi biết mà, ông nhìn tôi nhìn vô ông chú Linh, ông nói ông mượn quân chỗ khác ông cũng không chịu. Và thực ra là ép cho nó đông thôi chứ nó làm gì là quá đạt tiêu chuẩn rồi. Mới có 8 ngày mà nó đổ coi như là đến gần 700-800 khối bê tông mà, quá lớn. À, vậy cho nên thành ra là trước khi ngủ đừng có la, đừng có nói chuyện nhiều. Thấy không? Mà lỡ mà la nói chuyện nhiều phải có công phu cho nên không ngủ á. Thôi giờ thầy tính đọc cái đoạn này nghe, lắng nghe nha. Cái đoạn này Tổ Ấn Quang Khải Thị rất là hay. Có cái câu chuyện ông này hơi dài nhưng mà ông niệm Phật ông đứng vãng sanh đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, thưa đại sư chứ dạy, con xin phép đọc lời khải thị của Tổ sư Ấn Quang Chích Trung Sao, thành tâm cung kính lên cúng dường chư Tổ Đức Thông Ni và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang Khải Thị về chờ niềm lúc lâm chung chích trong văn sao. Bình sinh tuyệt chẳng có tính nguyện, thì khi lâm chung nhất định khó cậy vào Phật lực. Đà báo là thiện ức đồng thời cùng hiện ngay, thì chẳng luận là bốn chữ A Di Đà Phật chẳng hiện nên chẳng được vãng sanh, mà dù có hiện cũng chẳng được vãng sanh. Vì sao vậy? Do chẳng nguyện vãng sanh, do chẳng cầu Phật nên chẳng được Phật tiếp dẫn. Kinh Hoa Nghiêm nói, giả sử ác nghiệp có thể tướng thì mười phương hư không chẳng thể chứa đựng nổi. Cổ Đức nói, như người mắc nợ, chủ nợ nào mạnh sẽ kéo đi trước. Tâm tình đa đoan đặt nặng nơi nào sẽ rơi vào đó. Nay thiện ác điều hiện, do không có tín nguyện chẳng thấy làm gì ác nghiệp được. Phải biết rằng cậy vào tự lực thì nếu còn một mảy may ác nghiệp sẽ chẳng thể xuất ly sanh tử, huống là nhiều ác nghiệp. Lại nếu không tín nguyện, dù niệm đến nhất tâm, thì trong vô lượng vô biên người như thế, may ra có một hai người được vãng sanh. Quyết chẳng thể lấy đó làm gương để các đức thiện căn của hết thảy người vãng sanh tịnh độ trong đời sau. Vì cớ sao người có thể cậy vào tự lực niệm đến mức nghiệp tận tình không, chứng vô sanh nhẫn, trong cả cõi đời ít có được một hai? Nếu ai nấy tu hành theo cách đó, bỏ tín nguyện chẳng theo, thì những chúng sanh bình thường sẽ ở mãi trong biển khổ, không cách nào xuất ly. Điều là do bị một lời này chèn ép cả. Thế mà kẻ ấy vẫn dương dương đắc ý, cho là mình thật cao minh, chẳng biết mình bị đoạn Phật huệ mạng, là chúng sanh ngu si, nói cuồng, buồn thay. Với pháp môn tịnh độ, phải chấp nhìn bằng một mắt, chẳng được đem những dấu nghĩa thông thường để so bì. Nếu Như Lai chẳng mở ra pháp này, thì sự liễu sanh thất tử của chúng sanh đẹp mặt sẽ chẳng thể thấy được. Hãy thường nên phát tâm quyết định, lâm chung quyết định muốn sanh được về Tây Phương. Đừng nói là chẳng muốn thọ lại thân người tầm thường, ngay cả thân vua trong cõi người và cõi trời, và xuất gia làm tăng, nghe một Ngộ Các Ngàn, đắc Đại Tống Trì, Hoằng Hóa Đại Pháp, làm thân cao tăng, lợi khắp chúng sanh.
cũng coi như chỗ chất chứa tội lỗi, độc hại. Tâm quyết định chẳng sanh một niềm muốn thọ. Quyết định như thế thì tính nguyện hành của mình mới cảm được thệ nguyện của Phật, mới được Phật nhiếp thọ. Cảm ứng đầu giao được Phật tiếp dẫn thẳng đến cửa phẩm, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Phải biết rằng Tây phương cực lạc thế giới, đừng nói là phàm phu chẳng đến được, ngay cả thánh nhân tiểu thừa cũng chẳng đến được, vì nơi ấy thuộc về cảnh giới đại thừa chẳng thể nghĩ bằng. Tiểu thánh hồi tâm hướng đại thì liền đến được. Phàm phu nếu không có tín nguyện để cảm Phật, dù tu hết thảy các hạnh thù thắng khác, lớn hạnh chỉ danh tụ thẳng, cũng chẳng thể vãng sanh. Vì thế tín nguyện là tối khẩn yếu. Ngài Ngẫu Ích nói rằng, được vãng sanh hay chăng toàn là do có tín nguyện hay không. Phóng vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi lời phán định chắc như sắc này. Hệ tin cho tới dâm chắc Tây phương, ông phải có phần. Nếu luận về pháp môn niệm Phật thì chỉ có ba pháp tín, nguyện, hạnh là tâm yếu. Đầy đủ ba pháp quyết định vãng sanh. Nếu không có tín thật, nguyện thiết, dù có chân hạnh cũng chẳng thể vãng sanh. Huống là kẻ tu hành hời hợt, qua lo ư. Ngài Ngẫu Ích từng báo rằng, được vãng sanh hay chăng toàn là do có tín nguyện hay không. Phóng vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn. Bởi lẽ pháp này cả ba đời chẳng dễ thường bằng, là đạo màu độ khắp ba căn. Hãy nên chúc chọn toàn thân nương về tu tập, mới hồng chứng được lợi ích thực sự. Lúc cha mẹ lâm chung, toàn gia không khóc lóc mà niệm Phật là có lợi ích nhất. Nhưng chỉ niệm trong lúc ấy vẫn còn ngắn ngủi lắm. Hãy nên niệm Phật cả ba tiếng không ngừng, chẳng cất tiếng khóc, cũng như di động chuyển dịch là tốt nhất. Xin hãy nhớ kỹ lời này. Đối với việc làm Phật sự, quan đã từng nói rõ rồi, mong đường bắt chước thô tục, làm chuyện sâu rộng xương. Nếu niệm Phật trong suốt 49 ngày soi ra, còn lợi hơn tụng kinh rất nhiều. Người trước khi mất tự có thể tắm gội thay áo thì rất hay. Nếu người ấy chẳng thể tự làm, quyết chẳng nên tắm gội thay áo sẵn, khiến người ấy bị đau đớn, khó chịu đựng nổi và bị mất chánh niệm. Sau cuối cùng, ông vẫn buộc người đã khuất mặc pháp y, khoanh chân ngồi ghét già, để rồi hối hận. Chẳng biết rằng trong lúc ấy tốt nhất là đồng thanh niệm Phật, vạn vạn phần chẳng được phô trương bày vẽ như tấm gội thay áo, bắt người sắp chết ngồi xếp bằng, vân vân. Nếu phô trương bày vẽ sẽ thành như bị té xuống giếng, còn bị ném đá thêm. Hãy nhớ kỹ và nhớ chắc lời này. Lâm chung tề quốc lại và bị bệnh khổ chính là do nghiệp chướng từ nhiều kiếp. Vì người ấy dốc lòng tu tịnh nghiệp nên chuyển trọng báo hậu báo thành bớt nhẹ trong hiện đời. Ông bảo do tu trì tinh tấn nên thân ngày càng yếu. Lời này chẳng xác đáng, còn vướng lỗi là khiến cho kẻ tính tấm nóng cặn, nhân đó bèn lui sụp. Phải biết rằng người niệm Phật quyết định tiêu trừ được nghiệp chướng. Những nghiệp chướng hiện tiền chỉ là những ác báo phơi đọi trong tam đồ của đời tương lai. Chuyển thành bệnh khổ trong đời hiện tại đã giải quyết cho xong đó thôi. Mọi việc trong đời người đều có thể vờ vĩnh được, chỉ mỗi mình lúc lâm chung là chẳng thể dối trá được. Huống hồ những chuyện như không tình, luyến ái, vẻ mặt vui sướng, ngồi yên qua đời, nếu chẳng phải là tịnh nghiệp thành thục, đoạn chắc
không thể đạt được như thế. Chỉ mong con cháu và quý thuộc cả nhà ông hiểu đúng sự việc. Vì mẹ niệm Phật thì chẳng những mẹ ông được lợi, mà thực ra công đức niệm Phật của chính mình càng lớn. Bởi thế, Phật dạy người mỗi khi tụng kinh, trì chú, niệm Phật, làm các công đức đều hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Bình thời còn vì pháp giới chúng sanh là những kẻ chẳng căn hệ gì đến mình hồi hướng, huống hồ mẹ mất mà chẳng chí tâm vì mẹ niệm Phật ư? Có thể vì hết thảy chúng sanh hồi hướng là đã hợp với thệ nguyện Bồ Đề của Phật, như một giọt nước gieo vào biển cả liền được rộng sâu như biển cả. Nếu như chưa đến được biển, đừng nói là một giọt nước, cho dù là trường giang sông cái, tất nhiên vẫn khác với biển cả một trời một vực. Như vậy, làm điều gì cho người thân và cho hết thảy mọi người đều là để tự bồi đắp phước đức của chính mình đó thôi. Biết được nghĩa này, người có tâm hiếu thì tâm hiếu lại càng thêm tăng trưởng. Kẻ không tâm hiếu cũng sẽ phát khởi tâm hiếu. Thỉnh tăng niệm Phật suốt 49 ngày càng hay. Lúc niệm, anh em ông phải có người tham dự cùng niệm. Phụ nữ bất tức phải tới ngồi sau chúng tăng. Bởi lẽ niệm Phật nhiều ngày sẽ trở nên quen biết nhau, có thể khiến người khác nảy sinh hiềm nghi. Nên xếp riêng một nơi niệm Phật cho phụ nữ, hoặc để họ ngồi sau màn ra vào theo cửa riêng, hai bên chẳng trông thấy nhau. Câu chuyện một cư sĩ ở thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên niệm Phật theo máy đứng vạn sanh thế giới cực lạc. Cư sĩ Vương ở thành phố Dân Du, tỉnh Tứ Xuyên kể về quá trình học Phật và vãng sanh của anh rể cô rất chi tiết, ghi nhận lại như sau để tiện cho người đọc thống nhất. Dùng ngôi thứ ba, cách xưng hô cũng có thay đổi. Chị và anh rể cô là nhân viên ở thành phố Đức Vương, tỉnh Tứ Xuyên. Anh rể trình bày, anh rể trình độ đại học, thích đọc sách và thích đi du lịch. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường là câu châm ngôn của anh. Vào cuối thập niên 80, chùa Vạn Phật ở Đức Dương mở cửa chưa được bao lâu, hai anh chị đến đó tham quan vào ngày Chủ nhật và thỉnh vài quyển sách Phật giáo, trong đó có quyển Giác Hải Tự Hàng. Vừa đọc đến quyển đó thì anh rể cảm thấy hứng thú, sau đó anh thử đến chùa để tìm đọc sách. Sau mấy năm trời đọc những quyển sách của Phật giáo, anh đã có một số kiến thức về Phật giáo, nhưng vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Mãi đến sau khi đọc quyển sách dài hơn 40 vạn chữ của giáo thọ Trần Bình viết về sống và chết, thuyết luân hồi của Phật giáo và tham gia vài lần Phật thức, anh mới xác lập được nên định tặng tín ngưỡng Phật giáo. Sau khi hai anh chị nghỉ hưu thì việc ông âm thầm học Phật mới chuyển sang công khai học Phật. Hai anh chị kiên trì mỗi ngày sáng tối niệm Phật và lễ Phật chưa từng gián đoạn. Đi chợ mua thức ăn, anh chị cũng thầm niệm Phật. Hai người đi dạo chơi công viên cũng không nói chuyện phiếm, mỗi người tự niệm Phật trong tâm. Để không ảnh hưởng việc tu hành, họ giảm bớt việc giao tiếp, ít phan duyên, không đi thăm bà con, không ngồi lệ đôi mắt, không nói chuyện tốt xấu nhà người. Muốn nói thì chỉ nói về Phật Pháp, khuyên người niệm Phật. Cuộc sống vật chất cố gắng đơn giản, bớt việc, tiết kiệm và quý trọng phước đức, không so bì với người khác. Hai anh chị kiên trì ăn chay trường, các con của hai anh chị mừng thọ cho ba mẹ cũng hoàn toàn dùng tiệc chay, cả nhà vui vẻ hòa hợp. Do ảnh hưởng từ ba mẹ,
hai người con của anh chị cũng đã bắt đầu học Phật. Người con trai với đề ấp những quan niệm khoa học trong đầu cũng bắt đầu đọc sách của Phật giáo. Hai anh chị sống cùng nhau nhưng cũng ít nói chuyện vặt của gia đình, không hồi ức quá khứ, nhân ngã, thị phi và ân oán, chỉ trao đổi nhau về tâm đắc tu học. Một hôm, vợ nói với chồng rằng: đêm qua khi ngồi niệm Phật, tôi nhìn thấy Phật A Di Đà toàn thân sắc vàng lấp lánh. Phật A Di Đà đã hỏi tôi một cách hiện tự rằng: còn có muốn vãng sanh về thế giới cực lạc hay không? Tôi nói rằng: tất nhiên còn muốn. Phật A Di Đà nói: vậy thì bây giờ đi ngay được không? Tôi chần chừ chưa quyết, nghĩ thầm rằng: còn người Úc vẫn chưa lập gia đình, làm sao còn buồn nó được? Nhưng ngài không nói ra. Còn đang do dự thì Phật A Di Đà mỉm cười rồi biến mất. Trong lòng tôi hối hận, sao lúc đó không trả lời liền là muốn đi ngay. Ông chồng trầm tư giây lát rồi nói rằng: Phật và Bồ Tát dạy chúng ta nhìn thấu mọi việc, buông bỏ vạn duyên. Câu nói này nói thì dễ, làm thì rất khó. Ông lại nói tiếp: con người sống trên đời ngũ dục lục trần, bị các loại tình cảm ràng buộc, dọn không sạch, các không đức. Muốn cho cái tâm này không vọng tưởng, lão thật niệm Phật, không có sự tập luyện lâu dài và nghiêm khắc yêu cầu bản thân, không có tác phong cầu thả, thật sự là rất khó. Trải nghiệm lần này của bà làm tăng thêm tính tâm vạn sanh của tôi. Chỉ cần tín nguyện kiên định chuyển tâm niệm Phật, tâm mình tương thông với tâm Phật và Bồ Tát, Tây Phương Tam Thánh nhất định sẽ đến rước chúng ta về thế giới cực lạc. Từ đó về sau, hai người càng tinh tấn hơn. Họ bảo các con cố gắng ít đến thăm nom và ít gọi điện thoại. Mỗi tháng chỉ gọi vào ngày đầu tháng từ 11 giờ đến 1 giờ trưa, từ trường họp đặc biệt ra. 3 tháng sau, vào một buổi sáng, bà đi chợ về, kêu cửa, không có ai ra mở cửa. Bà đành bỏ giỏ thức ăn xuống đất, lấy chìa khóa ra, tự mình mở cửa. Vào phòng khách, phòng ăn không thấy người, trong bếp, trong nhà vệ sinh cũng không thấy. Cánh cửa phòng ngủ của ông chỉ khép hờ. Bà đẩy cửa bỏ xem, thấy ông đứng quay lưng ra cửa, mặt hướng về phương Tây, đứng thẳng băng. Chiếc máy niệm Phật ở trên tủ đầu giường đang vang lên âm điệu thư thả: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bà nghĩ rằng chẳng lẽ nào nghe chánh hiệu Phật đến nhập thần rồi sao? Lỡ tiếng kêu cũng không ai nghe trả lời. Bà bước vài bước và đến gần, thấy ông chắp tay đứng trước cửa sổ, đôi mắt hơi nhắm lại giống như đang ngủ ngon. Này ông lão, ra phụ đặt rau và cải với tôi đi. Ông không trả lời, vẫn đứng chắp tay, nét mặt không có phản ứng. Bà hơi nghi nghi, đẩy đẩy lưng của ông. Ông không cử động. Bà lại đẩy tiếp, vẫn không cử động. Bà bắt đầu hốt hoảng rồi. Bà đưa bàn tay để sát lỗ mũi của ông, sao cảm giác không có hơi thở ra vào. Bà bắt cổ tay của ông, không thấy mạch đập, vạch mắt ra xem, tròng mắt đứng yên, không có ánh sáng. Bà hồi hộp đến trái tim muốn nhảy ra lồng ngực, chẳng lẽ ông ấy? Nhất thời hoảng hốt, bà chẳng biết phải nên làm gì. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Âm điệu thư thái của tiếng máy niệm Phật giúp bà bình tĩnh trở lại. Ánh mắt bà chạm đến tủ giường, bà thấy chiếc máy niệm Phật dẫn trên một tờ giấy. Đôi tay bà run rẩy cầm tờ giấy lên, nét chữ ngay ngắn quen thuộc của ông xuất hiện trước mặt của bà.
Bà xã sư huynh, tôi đi trước một bước đây, ở thế giới cực lạc để đợi bà. Một tuần trước tôi đã thấy Phật A Di Đà, biết là mình sắp vãng sanh rồi. Trong lòng tôi vui cùng vui mừng, nhưng không dám nói cho bà biết. Tôi và bà làm vợ chồng gần 50 năm, cùng trải qua biết bao sóng gió, gặp gần và gấp vả. Điều đáng mừng là đến lúc gần về hưu, đã tiếp xúc với Phật Pháp, dốc cả thân tâm tin vào Pháp môn niệm Phật. Chúng ta không uổng sống một kiếp này. Sau khi tôi vãng sanh, bà đừng hoảng loạn, đừng động vào thân tôi. Đời mới niệm Phật tiếp tục mở, và bà cũng niệm Phật theo. Việc gì nên làm thì vẫn làm, đến giờ ăn cơm phải ăn cơm, để đến sáng mai hãy gọi điện thoại bảo cho chúng nó biết. Xác đưa đến chùa hỏa táng, cho cốt đem rải trong sân chùa. Không cần mua hũ cho cốt tứ đại giai không. Bà nên khẩn tiết niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, hãy hết sức ghi nhớ, hãy hết sức ghi nhớ. Bà xem ngày viết, hóa ra hôm qua ông đã viết xong rồi. Chẳng thích gì điểm qua ông ấy tắm rửa sạch sẽ. Cái ông này thật vững vàng, dẫu chúng tôi chẳng lộ tí nào. Đọc xong di chúc của ông, bà vẫn lòng tin hơn. Bắt đầu nhỏ tiếng niệm Phật, theo mấy niệm Phật: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Âm điệu tư thái cứ ngân vang lên trong căn phòng an lành và ấm áp. Và dạ, lời thư đến đây là kết thúc ạ. Dạ, A Di Đà Phật. Bà vợ thì niệm Phật, Đức Phật A Di Đà đến kiểu vãng sanh, lại đưa cái nhân vật đứa con chưa có chồng vô Phật A Di Đà đi mất. Còn ông chồng thì niệm Phật, Phật A Di Đà đến báo trước một tuần, rồi ông lấy nhân vật Đức Phật A Di Đà, ông cứ để trong tâm hoài, cho đến lúc một tuần sau ông theo Phật ông về. Hàng ngày mình thay đổi nhân vật trong tâm mình liên tục. Hôm qua có mấy Phật tử đến nói chuyện này này sư phụ, chuyện kia này sư phụ, chuyện khác này sư phụ, cô kia như thế nọ. Thầy nói, ổ sao mà lấy mấy nhân vật đó đưa cho thằng chưa vậy? Thầy đâu có thích đâu, mà không dám nói ra sợ họ buồn. Trong tâm họ chứa đầy nhân vật. Nhân vật nào mà họ thích là họ nói tốt, họ vui trong đó, cũng là chấp ngã. Ngã ấy, thương người đó. Rồi nhân vật kia không thích là ghét người đó, ngã si, ngã mạn, ngã giận. Toàn là đưa những nhân vật hai chiều, thương thì nói tốt, không thương thì nói xấu. Mà dẫu không thương hay không tha thương gì đi nữa, đưa nhân vật đó vô làm gì? Con người mình đang là làm ăn bấy nhiêu là hưởng bấy nhiêu, đúng không? Cái công sức của mình thì thôi, bây giờ mình ra mình phụ hộ được 500-300 ngàn, hoặc là làm theo khả năng, hưởng theo công sức. Công sức mình được bao nhiêu làm bấy nhiêu. Không chịu, khởi niệm sằng bậy lên. Làm thì ít, muốn thì có tiền nhiều. Rồi cuối cùng cái gì? Trong cái tâm muốn đó thì thực sự trong bạn có thì nó cũng đến đó, tiền nhiều thiệt. Nhưng mà cuối cùng làm không theo công suất mà hưởng theo cái quê lợi của mình được hưởng. Công suất thì bỏ quá ít mà quê lợi thì muốn quá nhiều, do lòng tham nó làm mất phước. Nhớ trong tâm mình có suy nghĩ cái gì là chừng về sau nó xuất hiện cái đó. Trong tâm mình nghĩ cái gì là nó sẽ nói ra cái đó, rồi nó làm cái đó. Đúng không? Quý vị ghét người đó quý vị giữ được không? Giữ không được. Quý vị thương người đó quý vị giữ được không? Giữ không được. Trừ trường hợp đổi nhân vật. Đổi nhân vật họ thành Đức Phật Di Đà, thành Bồ Tát Quan Âm hay là nhân vật nào khác á thì không sao. Chứ mà còn để nhân vật đó trong đông thì trước sau gì cũng có chuyện. Nếu mà thương là có ái liếng, mà ghét là có sân hận. Bây giờ không phải chạy đâu khó khỏi. Kinh nghiệm này là sương máu rồi. Hai vợ chồng đang ở ngon lành với nhau. Mới lần đầu về thì trời ơi, miếng nhung, miếng lụa nó đẹp gì đâu mà nó đẹp quá cỡ luôn. Là nhân vật ông chồng đang đẹp để trong tâm của mình mỗi ngày đi làm vậy mà cũng không quên cái nhân vật ông chồng được. Mới đám cưới mà.
sau thời gian cái nhân vật nó biến thành nhân vật ác, là từ trong cái tâm mình xấu ác bắt đầu nghĩ họ xấu ác, rồi bắt đầu họ cũng cộng tác xấu ác, rồi bắt đầu nó sẽ xa lìa nhân vật đó, muốn thay đổi nhân vật đó, ly thân rồi ly dị, phải không? Có phải vậy không? Rồi ly thân ly dị rồi trở về nhân vật của trong tâm của mình, đó là trong thật cái thể tánh mình không được, đi mò mò tìm ông khác. Chánh vợ dưa nó gặp vỏ sầu riêng, phải không? Vỏ sầu riêng không? Rồi nó làm cho lên bờ xuống ruộng nữa, rồi cứ nói do người ta. Do người ta hay do mình? Do mình không kiếm đúng nhân vật, thôi kiếm Đức Phật Di Đà cho rồi. Yeah. Kiếm cảnh giới cái phim Tây Phương Cực Lạc cho nó xong, cho nó yên cho rồi. Thôi, ở đây cứ làm, cứ lo cuộc sống, vợ chồng như nhau sống vân vân tất cả mọi thứ. Nhưng mà nó là phụ thôi, nhân Phật A Di Đà thường để trong tâm. Công đức nó có nè, trí tuệ nó có nè, phước đức nó có nè, sự nghiệp nó có nè, vân vân và vân vân nó yên ổn. Để thử đi, thử đi, thử, thử, thử. Thiệt chứ thử gì, thiệt thử coi nó làm sao. Mà trước giờ mình để nó tùm lum với nhân vật. Ở trong tâm mình nó nhiều thứ quá rồi, nó làm cho mình bất an đau khổ. Thôi giờ mình cứ để nhân vật Đức Phật Di Đà trong tâm đi. Để mẹ hiền Bồ Tát Quan Âm còn nhanh nữa. Trời ơi, vừa đau khổ một cái, chuyển cái đau khổ đó thành cái Bồ Tát Quan Âm, cái là Ngài xuất hiện trong tâm một cái thì thôi rồi, nó an vui cỡ nào không? Chuyển phiền não nó thành an vui liền, chuyển hận thù nó trở thành cái người ân nhân liền. Sáng nay nghe cái bài pháp này thấu rõ nhiều thứ không? Thấu rõ. Bữa nay mình về mình thấy ông chồng mình, ông làm chướng ngại cho mình. Mình kêu nhân vật Đức Phật A Di Đà coi như ở trong tâm tôi rồi, còn ông là bình thường không sao, ông cứ làm tôi khổ đi, cứ làm gì đó làm đi, rồi tôi theo Đức Phật A Di Đà tôi về, chứ không phải là nhân vật của ông ở trong tâm nữa đâu. Ông la một cái, ông chửi một cái, ông làm mình khó dễ mình, thì cuối cùng ổng là ổng, mình là mình lấy Đức Phật Di Đà mình để trong tâm, cho mình để ổng chi, để ổng làm gì trong tâm mình, để cho nó khổ. Cái đứa con kệ nó đi, nó có vô tù nó ngồi rồi thì nó vô nó ngồi, kệ nó, mình có cộng tác cho đâu đâu mà mình cộng nghiệp, thôi kệ nó đi, cho nó vô tù nó ngồi, cho nó biết xì ke ma tí, khổ thấm mùa đời nó, cho khổ làm gì, chuột ra làm chi, không có tiền mà mượn mỏ chuột làm gì. Cũng như quý thầy ở trong này á, thầy sáng nói thầy Thành, bây giờ cái ý niệm của giác nhàn là muốn thầy đặt một số những cái bát, giống như là qua bên chùa ở Phước Viên, mình Gia Lai thấy mấy cái bát đẹp lắm, mình đặt trước đi, là vài bữa nữa trai đường, rồi sang năm xong cái rồi mình sẽ mỗi thầy một cái bát, có tên vô, thầy thích giác nhàn, thích Nhật Thành, rồi chừng chết lấy cái bát đó cắm cơm luôn, cúng cơm luôn, rồi cho tính trước đi, thì thầy lấy cái bát đó thầy để trong tâm thầy, rồi thầy đem cái bát đó thầy bỏ trong tâm thầy Thành, thì thầy chịu. Thành chịu, Thành kêu dạ để con đặt. Rồi thầy từ thầy về thì để thầy từ cái bát đó là không có tên, mấy thầy ở bên ngoài về, rồi mỗi thầy mỗi chú đều cái bát hết mà để trong chai đường cho thiệt là đẹp trang nghiêm. Bắt đầu thầy lấy cái cảnh trong chai đường thầy để vô tâm, rồi thầy để cái cảnh hồi nãy nói thầy nhuận từ là trên cái phòng mà giảng pháp như vậy nè, không có quạt nữa đâu, có mấy điều hòa trung tâm rồi mát lắm, rồi tượng Phật đồ lấy cái cảnh nó để trong tâm nó cũng nó vui lắm. Rồi từ từ nó sẽ hình thành ra cái sự việc bên ngoài thôi. Tướng do tâm sanh mà cảnh tùy tâm chuyển. Cái cảnh chánh điện này và bữa nó chuyển với cảnh kia là vốn do trong tâm mình mà lấy mình để vô đó. Hả? Ủa hiểu mà sao nãy giờ cứ ngồi nhìn im đi hả? Cái bài pháp hôm nay là quý vị hiểu, quý vị thầy thấu hiểu là cái nhân vật nào trong tâm và cái cảnh giới nào trong tâm đã an vui mình biết rồi á. Mình biết rồi đó. Đúng không? À, nhưng mà chớ dại là đem cái nhân vật họ làm cho mình khổ hoặc họ là phiền não mình bỏ vô tâm mình cứ suy nghĩ họ hoài, cái đó là do mình tự nghĩ tự làm tự chịu đi, đừng có nói ai hết trơn. Giống như cái anh chàng đó, anh ngồi anh khóc bù lô, anh nói là ở chùa con chỉ trọng một mình sư phụ thôi, con không có trọng ai, con mất niềm tin hết rồi, ông pháp ông quay phim ông cũng làm con khổ đâu, ông nào cũng làm con khổ đâu, chỉ có mình sư phụ là con trọng thôi. Ủa vậy là toàn bộ mấy thầy là xấu ác hết, chỉ mình giác nhàn là tốt. Thì cái tốt của giác nhàn của thầy nhàn á, mà để làm cho cái tâm ông an vui á là không thể được, bởi vì do ông nghĩ toàn bộ những người khác là xấu.
thì cái tâm nghĩ là những người khác là xấu, nhân vật khác là xấu, thầy Thành, thầy Hào, chú Pháp, chú Duyên, ai cũng là xấu, thì nhân vật xấu nó ở trong tâm nó hại ông, chứ họ cũng không phải là xấu đâu, họ chỉ xấu nhất thời. Dù ông Pháp, ông chú Pháp ông ở ngoài Đà Nẵng, ông nói ông vài câu là xong rồi, chứ đâu phải lúc nào ông cũng nghĩ như vậy đâu. Mà bây giờ ông nghĩ chú Pháp lúc nào cũng vậy là do tự ông nghĩ đó, ông làm ông khổ, ông đem ông chú Pháp coi như bây giờ ông đâu có nói vậy nữa đâu, mà ông đem ông Pháp mà nói xấu ông méo mó, ông đang yên ổn mà bây giờ ông làm cho ông gọi là nói xấu ông hoài trong tâm thì làm sao ông yên. Ông kêu trời, con bất an, con phiền não, con mất lòng tin với Phật giáo, thì cái đó tự ông làm hại ông thôi, cho Phật giáo cũng là Phật giáo thôi, mấy thầy cũng là mấy thầy thôi, đúng không? Do ông tự ông làm ông khổ thôi. Giống như sắc sanh xét xét là ánh sắc, tâm ông sanh ra phiền não rồi, ông nghĩ nó phiền não rồi, ông làm ông khổ. Nhân vật có mấy thầy, thầy Thành đẹp lắm chứ, nhìn ông cũng đẹp lắm, đâu đến nỗi gì đâu mà ông nghĩ ông xấu. Ông Pháp nhìn ông cũng đẹp lắm chứ, đâu đến nỗi đâu, ông nói vài câu mà bây giờ ông nghĩ ông xấu. Là cái tâm ông xấu chứ đâu phải là ông xấu. Giờ ông xấu cái chút xíu đó xong rồi thôi, ông nói vài câu là xong. Hiểu chỗ này không? Hiểu chỗ này không? Chỗ này nên chiêm nghiệm cho xong. Thôi bỏ hết mấy nhân vật đó ra đi, ông để nên Phật Di Đà trong tâm đi, sáng qua tu với thầy, sáng ngày mai lò mò thấy ông ngồi đó ông tu. Hồi nay đỡ không? Mấy bữa sau kia ông kêu nay đỡ lắm rồi. Thì ông bỏ cái nhân vật của mấy thầy ra ngoài là nó tốt. Bây giờ ông thấy thôi, ở đây xấu gì xấu mà ông cứ niệm Phật đi, ông thấy Đức Phật A Di Đà trong tâm của ông, thì tự nhiên một thời gian ông thấy ai cũng là tốt, những người xấu cũng trở thành người tốt luôn, là do ông nghĩ tốt, còn họ xấu cái chuyện của họ. Vậy thì có chuyện gì xảy ra? Hiểu chỗ này không? Nói là dễ chứ làm khó à. Giống như hồi nãy ông này ông nói buông bỏ vạn duyên, nói thì dễ mà làm là khó. Đức Phật A Di Đà xuất hiện, ông không, bà không lấy Đức Phật A Di Đà để trong tâm, để mà Phật A Di Đà đưa bà đi, mà bà nói con gái Út chưa có gia đình, mà vừa nó nghĩ con gái Út chưa có gia đình là nhân vật con gái Út trong tâm là Phật A Di Đà mất liền, đúng không? Hiểu cái này không? Nhưng mà phàm phu mình không chịu đâu. Trời ơi, bỏ cái chuyện lương lẹo dối trá, trộm cắp tiền bạc, bỏ cái chuyện phiền não khoái lắm, thích lắm, chịu lắm, nó quen rồi mà. Cái đó là cái nghiệp á, nó quen rồi. Còn kêu niệm Phật chập là nó ngáp, nó ngủ, nó không chịu, không chịu bỏ Đức Phật A Di Đà trong tâm. Vậy mà cứ kêu Phật cứu, đố mà Phật nào cứu được. Phật nào cứu? Lấy phiền não bỏ vô tâm rồi niệm Phật, không nghĩ Đức Phật A Di Đà ở trong tâm mình đang gia hộ cho mình, thì ông Phật nào cứu mình? Hả? Cái chỗ này là cái chỗ mà mình suy nghĩ à, không lỗ lã đâu. Niệm Phật, niệm Quan Âm, để Phật Di Đà, để Bồ Tát Quan Âm trong tâm đi, nghĩ những điều thiền không có lỗ đâu, không có lỗ đâu. Quen là nghĩ để nhân vật khác trong tâm, quen những cái chuyện mà để mà sằng bậy dối trá mà lưng lẹo đồ, nó quen rồi mình thấy nó sướng, nhau cái sướng hết gì đâu. Trời ơi, nó khổ chết đi. Còn nói em. Quý vị biết cái cảm giác mà thầy hiểu ra được điều này nó sung sướng kiểu gì không? Giận người đó ngủ không được. Thương người đó chết, người đó xa cũng ngủ không được, ăn không ngon. Hai cái ý niệm gọi là mừng giận buồn vui, thương ghét muốn, nó đối đãi lẫn nhau. Vậy mà nhiều lúc mình biết nó rồi mà nó chế ngự mình vẫn không thoát được nó. Còn phù giỏi thì có thể là nó nhanh qua. Còn không thì nó kéo cho quý vị vài tháng là quý vị đai luôn, quý vị chết luôn. Không đơn giản đâu. Nghe qua mà tự nhiên mình thấy rõ hơn vài vấn đề, đúng không? Để mình tu, đúng không? Thì thôi, cuộc sống on gia trái chủ gì kệ, lấy Phật Di Đà, lấy Quan Âm Bồ Tát để trong tâm đi ha, rồi lấy thần chú Đại Bi, rồi nghĩ những điều thiện đi, chuyện tu hành đi, rồi từ từ cái bắt đầu cái tâm mình nó an vui. Phải biết cách làm như vậy ha. Suốt ngày cứ nghĩ bữa nay thoát tiền bạc, bữa nay bị người khác lừa, hôm sau người vợ mình không trung thành, không biết về già tính sao đây, rồi hôm sau nữa nghĩ không biết đứa con lớn lên nó nuôi mình không, nghĩ chỉ bắt cái chuyện đó, trời ơi, nó chưa tới mà nghĩ làm cái gì. Rồi cái chuyện đã qua rồi tiếp tục nghĩ nữa. Trời, hôm qua lỗ mấy triệu bạc luôn á. Trời, nghĩ vậy làm gì thôi, niệm Phật cho rồi. Hiểu chỗ này không? Cho nên thành ra trong cái cảnh giới mà gọi là nghĩ về quá khứ, nhớ về tương lai mà rối loạn trong hiện tại không? Cái tâm mình nó đang ở trong ba cảnh giới đâu. Nhớ nghe, khi mà để Đức Phật A Di Đà trong tâm, thực sự có niệm và có Đức Phật A Di Đà trong tâm rồi, cái tâm nó trong thật, nó vững chãi, cái sức kiên định nó sâu dày, và cái sức trong thật nó kinh khủng lắm. Và cái con người này nó chạm đến con người khác là con người khác phải phục,
những người có tài có của là phải phục cái người này, bởi vì họ đang là con Đức Phật Di Đà, họ đang niệm Phật và có nhân vật Đức Phật Di Đà trong tâm, thì những người khác phải phục người này thôi. Tuy rằng họ nghèo khổ, tuy rằng họ dốt nát, nhưng mà họ có cái âm đức là do họ chịu niệm Phật, mà phải có nhân vật Đức Phật A Di Đà trong tâm. Nhân vật Đức Phật Phật A Di Đà trong tâm là họ rất là yên ổn. Họ yên ổn, họ yên ổn đến cái mức độ mà họ không có cần gì trong cuộc đời này, nghĩa là không cầu phước báu thế gian, phước báu thế gian tự tới. Họ xài không hết. Đó, Tổ Quan nói cái người niệm Phật không cầu phước báu thế gian mà phước báu thời gian tự đến. Tiền của đô la hột sòn vàng bạc với họ là rất bình thường. Còn mình đi lo trong mạng mình không có, mà mình suy nghĩ mình tìm đủ thứ tiền bạc của cải vật chất, đi tìm vợ con, đi tìm những cái gì tốt, không có. Mà có rồi cũng giữ không được, trong mạng có đâu mà giữ. Hay, những cái điều này là trong văn sao của Tổ sư Ấn Quang ngày nói, cho nên thành ra là hôm nay nói lại cho các bạn xem. Thì thôi các bạn xem, ai có muốn để Đức Phật A Di Đà trong tâm, ai muốn chịu niệm Phật, coi lại một ngày mình để Đức Phật A Di Đà trong tâm, mình niệm Phật được bao nhiêu tiếng, rồi mình để những cái gì tạp nhạp phiền não bao nhiêu tiếng, rồi tự mình biết là nó có an ổn hay không. Còn riêng cái chuyện mà mình làm công quả công việc thì mình cứ để tâm vô làm, sau khi xong rồi là bắt đầu quay trở lại để Đức Phật A Di Đà trong tâm, được chưa? Còn không để thì ráng chịu, muốn để ai đó để tùy, được chưa? Quá dễ hiểu rồi mà. Có phải là hồi hôm qua thầy nói với thầy Nhật Tánh là thôi hôm nay thầy phải nghỉ ngơi để ngày mai thầy giảng. Rồi thôi mấy thầy đi đưa đám dùm mẹ thầy Tánh rồi đưa sư cô rồi đi. Rồi có phải cái cảnh này hồi hôm qua trong đầu thầy có không? Mấy ngày trước trong cái cảnh này nè, trong cái cảnh này kêu thầy Thành thôi mời thầy Khiêm rồi thầy Từ thầy Sĩ rồi thôi hôm nay có chư Tăng đông đông chút hai tuần không giảng rồi. Thì suy nghĩ cái cảnh này nè, khi suy nghĩ con người này nè, thì phải con người này có mặt ở đây không? Rồi kêu thầy Thành thôi giao hết cho mấy chú nấu đi, thầy Hào đồ, rồi thầy Phương đồ lên ngồi trên này. Có phải cái cảnh này nó có trên này không? Có. Nhưng mà cảnh cực lạc đó, để mà đủ thiện căn phước đức nhân duyên mình nghĩ mà hiện ra, Đức Phật Di Đà mà hiện ra thì nó khó hơn, nó lâu hơn. Là bởi vì mình tích lũy nó ít quá và cái việc đó nó khó hơn á. Cho nên thành ra mà khó mà mình làm nó cũng sẽ được thôi, chứ không phải không được đâu. Không? Có phải cái cảnh này hôm qua thầy suy nghĩ không, bây giờ nó có không? Phải cảnh do tâm sanh không? Cảnh tùy tâm chuyển không? Đó, thế mình hiểu như vậy thì thực sự thông được cái lý này đó là trên 50% đó, để cho mình an vui đó. Bây giờ thầy quyết định là bắt đầu chiều nay thầy trì đệ bi là thầy có Bồ Tát Thiên Thủ trong tâm, không phải suy nghĩ gì luôn. Nếu nó suy nghĩ gì cái là thầy bỏ nó ra. Thầy kêu không, tôi không có để cái móng ở trong tâm đâu. Móng chùa từ từ tính xong, chiều nay tính. Rồi ông ấm bữa nay ông lên trên này ông tu thì ổng là ổng chút nữa chiều nay trì đệ bi không có ở trong tâm nữa mà có Bồ Tát Thiên Thủ trong tâm. Chuyển sang niệm Phật là có Đức Phật A Di Đà trong tâm. Nó có muốn đưa ai vô trong tâm thì kêu ơi không được á nha, không được á. Được không? Do mình quyết định chứ. Chứ ai mà chui vô đó. Do mình khoái khoái mình kêu ông Nhuận Từ vô đây, đúng không? Thì ông vô ông ngồi trong tâm mình. Lớn niệm Phật mà nghĩ ông Nhuận Từ. Có không? Mình biết rồi mình lội ra, mình để Đức Phật A Di Đà trong tâm chứ. Chừng nào gặp ổng thì để ông trong tâm. Hiểu chỗ này không? Cái chỗ này là cái chỗ mà thầy cảm thọ sáng hôm nay sâu sắc cho nên trình bày với đại chúng. Và bây giờ thì thời gian đã hết là 12 giờ kém 25, cũng một tiếng rưỡi đồng hồ. Thì giờ đại chúng sẽ cung thỉnh chư Tăng lên bên trên trước, rồi Phật tử đi theo đi lên, mình phóng sanh bên trên. Vì cái con đường này rào lại để công trình quý vị đi qua nó không có nguy hiểm á, mình rào lại để khỏi đi qua bên đó. Cho nên thầy đã phóng sanh trên cái bạc ở trên đó. Ha, bây giờ lên ăn cơm á, mà lỡ nó nóng quá thì đừng có để cái nhân vật nóng trong tâm nữa, cái cơm ngon lắm, mát lắm. Được chưa? Không, để nhân vật nào đó nó làm phiền nhân vật đó, mà chỉ cỡ để Đức Phật A Di Đà trong tâm thì tự nhiên nó yên. Hồi nãy Tổ Quan có nói á, bận biểu tối ngày nhưng mà ghẻ người hiếu từ lúc người có tâm có hiếu lúc nào cũng nghĩ đến cha mẹ phải không? Gã mà có tâm tà dâm thì bận biểu tối ngày lúc nào cũng nghĩ đến gái đẹp phải không? Chù cái câu này nó hay. Câu này nó quá hay. Càng nghe càng thấm càng hay. Bận biểu tối ngày mà trong tâm có Phật mình niệm Phật là phải Phật ở trong tâm mình không? Mà quý vị biết Phật ở trong tâm mình 1 giây, 1 phút, 1 giờ, 2 giờ sáng công phu quý vị biết công đức như thế nào không? Tiêu bao nhiêu tội quý vị biết không? Phàm phu mình đâu biết đâu. Đó.
Họ nói như vậy là hiểu nhiều lắm rồi đó, nhưng mà làm chịu làm hay không thôi, chứ hiểu rồi sáng giờ nói rồi, gần một tiếng rưỡi đồng hồ là hiểu hết rồi đó, mà giờ chịu làm hay không thôi, đúng không? Thử coi làm thế vài ngày, vài tháng, vài năm, thử coi Đức Phật cái rước mình về Cực Lạc giống như cái ông này không? Có chứ. Cái ông này à, con cái một tháng quy định gọi một lần, không có gọi lê đôi mắt, không có đem nhân vật nào bỏ vô tâm hết, chỉ có đem nhân vật Đức Phật A Di Đà để trong tâm, cho nên Đức Phật A Di Đà xuống rước ông đi. Mà tự niệm không được, ông phải còn cái máy để niệm cho tự ông niệm đâu có nổi đâu. Nó hao hơi mệt sức mà, không có niệm nổi, ông phải còn có cái máy. Rồi bà vợ phiền lắm, thôi bà không có chịu đi, tôi viết cái thư để lại cho bà, chứ không phải tôi nói trước cho bà rồi bà làm sùm bà khóc lóc rồi tôi lấy cái nhân vật của bà tôi để vô tâm nữa rồi Phật Di Đà không rước tôi sao? Hiểu không? Mấy ông quýnh bài là ông để cảnh giới casino á, ông bể mấy cái sòng bài trong tâm, mấy xì ke nó để ba cái chuyện mà đá đồ chích xì ke trong tâm á, đúng không? Thì nó để trong đó rồi nó mới đi làm chứ, rồi nó gặp bọn bằng bọn đó chứ, dễ hiểu không? Thì thôi muốn để ai đó để nha, tùy nha. Thôi đi xong rồi để hồi hướng. Thôi đứng dậy mời chư tăng, chư ni đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Chẳng có bất cứ sắc tướng hay vì hương
trong chánh đạo. Nguyện Ngài soi cho con lối đi, nâng về hành nguyện từ bi, chẳng đọa lạc vào trầm luân nhân sinh. Nguyện tâm con sẽ chẳng bất biến, cho dù trong cuộc đời màn vô minh.